Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Lão Tam, đừng sa sút tinh thần như thế. Tiêu Phàm ngồi ở trên nóc nhà nhìn người phương xa, thần sắc thập phần mê ly. Lúc này, Bàn Tử và Lăng Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Đã hai ngày từ khi sự kiện kia xảy ra, cuối cùng, Diệp Lâm Trần mang theo tiểu ma nữ rời đi, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy trống rỗng đi rất nhiều. Câu nói tiểu ma nữ trước khi rời đi vẫn vang vọng trong đầu hắn. Đồ lưu manh, người phải sống cho tốt. Lúc tiểu ma nữ nói câu này thì nước mắt đã lưng tròng, Tiêu Phàm không biết lúc ấy tiểu ma nữ có cảm giác như thế nào, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được tiểu ma nữ thật sự muốn hắn sống cho tốt. Hơn nữa, tiểu ma nữ vẫn còn lời muốn nói nhưng lại không nói ra được. Lão Tam, ta đã thua ngươi. Lăng Phong đột nhiên mở miệng, thở dài nói. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, khuôn mặt không biểu tình. Ta cùng với Thi Vũ Tử đã quen biết nhau từ nhỏ, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì ta đã thầm thề nhất định phải bảo vệ nàng cả đời, cũng đã từng có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thê tử. Lăng Phong đổi chủ đề, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Tiêu Phàm và Bàn Tử không nói, chỉ lặng lặng lắng nghe, hai người bọn hắn cũng có thể nhìn ra sự yêu mến của Lăng Phong dành cho tiểu ma nữ. Các ngươi có biết không, ta thiên sinh không có cách nào thức tỉnh chiến hồn, ta không cam lòng, vì sao người khác được mà ta không được. Trong mắt Lăng Phong lộ ra một tia kiên định, nói ta bị rất nhiều người giễu cợt, châm chọc, trong mắt gia tộc thì ta chính là một trò cười. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, bản thân mình cũng không phải không cách nào thức tỉnh chiến hồn sao. Không phải cũng bị mọi người gọi là phế vật sao, kinh lịch của hắn và Lăng Phong lại giống nhau như thế. Hai người không ngắt lời của Lăng Phong, Lăng Phong tiếp tục nói, nhưng ta chưa từng từ bỏ, ta tiến vào chiến hồn điện 7 lần, vào lần thứ 6 thì ta đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng mà, ông trời không có vứt bỏ ta, thẳng đến lần thứ 7 thì chiến hồn của ta đã thức tỉnh, hơn nữa còn là cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng. Nhưng các ngươi có biết người trong gia tộc lại nhìn ta như thế nào không? Nói đến đây, ánh mắt Lăng Phong càng ngày càng lạnh. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong cũng có quá khứ như thế, nguyên lai chủ nhân lúc trước của cổ thân thể này cũng phải đến lần thứ 9 mới thức tỉnh được chiến hồn. Nhưng hắn cũng không có may mắn như Lăng Phong, lần thứ 9 thì hắn đã chết ở bên trong chiến hồn điện rồi, như thế mới tạo cho mình một cơ hội trọng sinh. Thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, vô luận là ở đâu cũng phải được đãi ngộ tốt nhất chứ. Bàn Tử ngưng tiếng nói. Lăng Phong đắng chát lắc đầu, trong mắt người đời. Cửu phẩm chiến hồn có tiềm lực cực lớn, phong quang vô hạn. Bởi vì thức tỉnh chiến hồn thất bại nên khi ta thức tỉnh thành công thì cũng đã 16 tuổi rồi, các ngươi biết 16 tuổi đại biểu cho cái gì không? Bàn Tử cau mày một cảm thán một hơi, thấy Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, Bàn Tử nói ra, trong các đại gia tộc, sau khi thức tỉnh chiến hồn liền đã bắt đầu tu luyện, lão đại lại chậm hơn người khác đến 9 năm. Thời gian 9 năm đối với các thiên tài chân chính mà nói thì đó chính là một sự chênh lệch vô cùng lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn đã minh bạch mấu chốt trong đó, Lăng Phong tuy nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng thiên tài trong gia tộc hắn hẳn cũng không ít người có được cửu phẩm chiến hồn, thời gian 9 năm, Lăng Phong làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn. Đúng vậy, thiên tài chân chính chỉ cần trong vòng 9 năm đã có sự chênh lệch như ngày và đêm. Lăng Phong lắc đầu thở dài. Giống như Diệp Lâm Trần, hắn tu luyện sớm hơn ta 9 năm, hiện tại đã bước vào cảnh giới chiến hoàng, mà hiện tại ta chỉ vừa bước vào cảnh giới chiến tông. Cũng vì thời gian 9 năm này, ta bị gia tộc vứt bỏ, công pháp, chiến kỹ, tài nguyên đều không thể nào sánh bằng bọn hắn, ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm vang lên kèn kẹt, có thể thấy được sự phẫn hận trong lòng hắn. Lão Tam, đột nhiên. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, ta mặc dù không biết chiến hồn của ngươi rốt cuộc là cái gì, nhưng ta biết, ngươi có khả năng bảo vệ Thi Vũ hơn ta, Thi Vũ bị Diệp Lâm Trần mang đi, một ngày nào đó ngươi nhất định phải mang nàng trở về. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn thầm cười khổ không thôi, bản thân chỉ là một tên đệ tử của một cái gia tộc nhỏ, lấy cái gì mà đón tiểu ma nữ đây? Mình có thể siêu việt Diệp Lâm Trần sao? Có thể đối địch với gia tộc phía sau tiểu ma nữ sao? Người biết tại sao lấy thiên phú của Thi Vũ mà nàng vẫn còn là chiến tôn cảnh không? Lăng Phong đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Tiêu Phàm lắc đầu,
Lăng Phong lại nói, thân thể nàng một mực không tốt, hơn nữa, nàng giống như ta, chỉ là con thứ, trong gia tộc cũng chịu đủ loại đối xử lạnh nhạt, nếu như không phải ca ca của nàng Diệp Lâm Trần che chở thì đoán chừng nàng đã sớm thành vật hy sinh rồi. Thế nhân đều muốn sinh ra trong đại gia tộc, nhưng có ai biết bên trong đại gia tộc lại tàn khốc hơn rất nhiều. Bàn tử cảm thán một hơi, bộ dáng đồng cảnh ngộ. Toàn thân Tiêu Phàm kéo căng, móng tay khảm vào trong da thịt. Lão Tam, thì Vũ yêu ngươi, nàng mặc dù không có nói cho ngươi, cũng không cho ngươi đi tìm nàng, nhưng ta biết, lần này trở về, nhân sinh của nàng cũng không nằm trong tay nàng nữa. Trong mắt Lăng Phong lóe qua một vòng lãnh quang. Có ý gì? Tâm trạng Tiêu Phàm khá kích động. Diệp Lâm Trần nói cho ta biết, nếu như ta muốn cứu Thi Vũ thì phải không ngừng mạnh lên, nếu trong vòng mấy năm mà có thể đột phá chiến hoàng, chiến đế thì có thể đi đến Diệp gia cầu hôn. Lăng Phong hít sâu một hơi, lời còn chưa hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp gia muốn dùng tiểu ma nữ làm vật hy sinh, bàn tử bỗng nhiên đứng dậy, bàng bạc sát khí tỏa ra. Đây chỉ là phỏng đoán của ta. Lăng Phong hờ hững, thần sắc Tiêu Phàm biến đổi, trong đầu hồi tưởng lại lúc ấy tiểu ma nữ nói với hắn những lời kia, nếu có người muốn đem ta mang đi, người sẽ làm sao? Tiêu Phàm còn nhớ rõ bản thân trả lời, trừ khi hắn bước qua thi thể của ta, bằng không ai cũng không thể mang nàng đi, ai cũng không thể. Tiêu Phàm hiện tại đã biết, tiểu ma nữ đã sớm ý thức được sẽ có một ngày như vậy. Lão đại, gia tộc tiểu ma nữ như thế nào? Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Mạnh, rất mạnh, Lăng Phong nói ra ba chữ, cực kỳ kiêng kỵ Diệp gia. Diệp Lâm Trần biết rõ như thế, vì sao còn muốn đem tiểu ma nữ trở về? Bàn tử phẫn nộ nói. Lấy thực lực Diệp gia thì Thi Vũ có thể trốn đi nơi nào? Nếu như không phải Diệp Lâm Trần chủ động đi tìm Thi Vũ, đổi lại là một người khác thì Thi Vũ cũng không có tốt như hiện tại. Lăng Phong lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Lão Tam, vì Thi Vũ, ngươi nhất định không thể chán trường, nếu quả thật có một ngày ngươi dám đi Diệp gia cướp người, Lão Đại ta nhất định sẽ giúp ngươi. Còn có ta, bàn tử hào khí dâng cao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, gật đầu thật sâu, ta biết phải làm sao. Cảm ơn ngươi, Lão Đại, Lão Nhị, nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không có biện pháp, nhưng hiện tại đã có Tu La truyền thừa. Có lẽ thiên đạo đã sớm an bài sẵn cho hắn con đường này. Cảm ơn ta làm gì, chúng ta đều là huynh đệ. Trên mặt Lăng Phong rốt cục nở ra một nụ cười sáng lạng. Huynh đệ, bàn tử gật đầu, đưa tay phải ra đặt ở không trung. Huynh đệ, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau cười một tiếng, bàn tay ba thiếu niên giữ cùng một chỗ. Mặt trời chiều ngã về phương Tây, dưới ánh chiều tà, bóng ba người kéo dài trên mặt đất. Thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Tiếp theo các ngươi có dự tính gì không? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Bàn tử không nói, nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn về phương xa, tiểu ma nữ mặc dù đã đi, nhưng có chút sự tình ta cần phải giải quyết. Ta đi cùng ngươi. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm muốn làm gì. Chờ hoàng gia cùng tôn gia diệt tộc, ta lại rời đi. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia hung ác. Lão đại, người muốn đi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong gật đầu, vỗ vỗ vai hai người nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, tạm thời ly biệt, sau này sẽ còn có cơ hội gặp lại, ta cũng có một chút sự tình cần phải xử lý. Chờ giải quyết sự tình yến thành xong, chúng ta đi cùng ngươi. Không phải ngươi không coi chúng ta là huynh đệ đấy chứ. Bàn tử tức giận nói, Tiêu Phàm cũng gật đầu. Sự tình này chỉ có mình ta có thể giải quyết, có thể làm huynh đệ với các ngươi chính là sự tình may mắn nhất từ trước đến nay của Lăng Phong ta. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Đêm đó, ngân nguyệt treo cao trên chân trời, từng đợt gió mát thổi qua làm dấy lên từng đợt hàn khí lạnh thấu xương. Đại môn hoàng gia bị người một cước đạp văng ra, ba bóng người đi tới. Ai dám xông vào hoàng gia ta? Một tiếng gầm vang lên, vô số bóng người vây quanh lại. Tiêu Phàm, ngươi lại còn dám đến chịu chết. Người hoàng gia nhận ra ba người, cầm đầu là một tên lão giả áo bào xanh, khí thế chiến tông cảnh hiển lộ không chút nghi ngờ. Chiến tông, bàn tử sầm mặt lại, ba người bọn hắn chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ mà thôi, khí tức trên người lão giả phát ra làm bọn hắn vô cùng kiêng kỵ.
thực lực lão giả này tuyệt đối là chiến tông hậu kỳ, thậm chí là chiến tông đỉnh phong. Xem ra chúng ta còn chưa tới muộn. Đúng lúc này, phía sau Tiêu Phàm lại có người lên tiếng, chỉ thấy mấy chục bóng người đang trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu một người, chính là gia chủ Lý gia Lý Trường Hà. Lý Trường Hà, người muốn làm gì? Hoàng gia lão giả biến sắc, Hoàng Trùng Tiêu đã chết, chỉ bằng bọn hắn thì làm sao có thể là đối thủ của Lý Trường Hà? Làm cái gì? Hoàng gia cũng đã không cần tồn tại nữa rồi. Lý Trường Hà cười lạnh, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mấy vị, chắc hẳn các ngươi không có ý kiến chứ? Chiến tông cảnh trung kỳ trở lên giao cho các ngươi, những người khác lưu cho chúng ta. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn tự nhiên biết kế hoạch của Lý Trường Hà. Thứ nhất là muốn nịnh nọt mấy người bọn họ, thứ hai chính là diệt hoàng gia, từ nay về sau, Yến Thành cũng chỉ còn tam đại gia tộc. Cứ quyết định như thế. Lý Trường Hà cười ha ha một tiếng, Hoàng lão đầu, chớ phản kháng, sau tối nay, Yến Thành không còn hoàng gia và tôn gia, Triệu gia ở bên kia cũng đã xuất thủ. Chạy mau, sắc mặt hoàng gia lão giả hoàn toàn thay đổi, thân hình lóe lên chuẩn bị chạy trốn, người hoàng gia cũng triệt để bạo động lên, lúc này không chạy thì nhất định chỉ có một con đường chết. Trước đó có Hoàng Trùng Tiêu chiến vương cảnh tọa chấn, hoàng gia như mặt trời ban trưa, nhưng hiện tại đã tan đàn xẻ nghé, người hoàng gia chỉ có thể biến thành vong hồn dưới đao kiếm. Ngươi chạy không được. Lý Trường Hà cười lạnh, đao mang từ trên người hắn xuất kích, lão giả kia vừa chạy được mấy bước liền đã ngã trên mặt đất, máu tươi trên lưng chảy ra. Giết không tha, Lý Trường Hà quát lên một tiếng, người Lý gia bắt đầu điên cuồng lên. Cùng lúc đó, ba người Tiêu Phàm tay cầm đao kiếm xông vào phủ đệ hoàng gia, những nơi đi qua đều là xác chết, bọn họ như tử thần đi thu gom linh hồn của người hoàng gia. Tiểu bối, cho dù có chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Một vị cường giả chiến tông cảnh hoàng gia lao thẳng tới Tiêu Phàm, hiện tại đã cùng đường, chỉ có thể cố gắng kéo theo một cái đệm lưng huyết sát. Tiêu Phàm không tránh không lùi, kiếm như cầu vòng chém ra, chân đạp phiêu miểu mê tung bộ tránh đi một kích của đối phương, khi đối phương kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nơi xa Lý Trường Hà nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rụt lại, cũng may không cùng kẻ này làm địch, đến một ngày hắn trưởng thành, trong thiên địa nhất định có một chỗ của hắn. Giết chóc vô tình vẫn tiếp tục, hoàng gia không thể ngờ lại có kết cục như hôm nay. Một lúc lâu sau, phủ đệ hoàng gia đều là thi thể, tất cả mọi người đều chịu nổi khổ diệt tộc, Lý gia mặc dù cũng tổn thất không ít nhưng hoàng gia diệt tộc làm cho bọn hắn thu hoạch cũng rất lớn. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay, đứng ở trung ương một đống thi thể, máu me khắp người, những vết máu này, đại bộ phận đều thuộc về đệ tử hoàng gia, cũng có số ít là của hắn. Hai ngày trước Tiêu Phàm câu nói kia vẫn còn vang vọng trong tai đám người Lý gia, Hoàng Trùng Tiêu, nếu như hôm nay ta không chết, ta nhất định sẽ không tha cho hoàng gia ngươi. Giờ phút này, lời nói Tiêu Phàm rốt cục linh nghiệm, hoàng gia trên dưới hơn 1.000 người, không một ai còn sống, thậm chí ngay cả gà chó đều bị diệt sạch. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn đại sảnh linh đường của hoàng gia, ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lão Tam, tiếp lấy. Bàn tử đưa một bó đuốc đến trước mặt Tiêu Phàm, không bao lâu, hoàng gia phủ đệ tràn ngập mùi dầu hỏa. Tiêu Phàm tiếp nhận bó đuốc, tiện tay ném đi, quay người liền đi ra ngoài cửa, phía sau hắn trong nháy mắt lửa đã hừng hực cháy, sau vài giây, hoàng gia lúc này đã trở thành một biển lửa. Tu sĩ bốn phía chạy đến thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh, khi ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm thì không khỏi run lên một cái. Đây chính là kết quả đắc tội với Tiêu Phàm, nếu Hoàng Trùng Tiêu ở dưới suối vàng mà biết được thì không biết hắn có hối hận ngày đó không dùng một kiếm giết chết Tiêu Phàm hay không. Tiêu Phàm cũng quá hung ác, Hoàng Trùng Tiêu đã chết vây mà vẫn muốn giết sạch người hoàng gia sao? Ngươi không biết ngày đó Hoàng Trùng Tiêu ra tấn Tiêu Phàm thảm như thế nào, đổi lại là ta thì cũng sẽ làm như thế. Hoàng gia tự xưng là tứ đại gia tộc, vô cùng cuồng ngạo, hiện tại rốt cục gieo gió gặt bão. Đối với tiếng nghị luận xung quanh, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo bọn Lăng Phong rời đi. Bên trong một góc tối có hai đạo thân ảnh, sắc mặt khó coi vô cùng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, hai người chính là phụ tử Trương Nhiễm và Trương Hy. Cha, hoàng gia diệt tộc rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Hy run run, trong lòng hối hận vô cùng,
tại sao mình lại đắc tội với Tiêu Phàm chứ? Không thể ở lại Yến Thành được nữa, trước đi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bằng vào thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của ta, muốn đứng vững cũng không khó. Trương Nhiễm hít sâu một hơi, sau đó trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, thù này tạm thời nhớ kỹ, lần sau gặp lại ta nhất định xe lấy mạng của hắn. Phụ tử Trương Nhiễm lặng lẽ rời đi lại không biết, cách đó không xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn, chính là Tiêu U. Tiêu U nhìn thấy hai người rời đi, trong lòng nổi giận mắng, hai tên phế vật, ngay cả dũng khí giết chết Tiêu Phàm cũng không có. Tiêu Phàm, chờ sau này ta trở về, ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu U để lại một câu nói, lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Lão Tam, hình như không thấy thi thể của Hoàng Thiên Bá. Sau khi mấy người Tiêu Phàm rời đi, trên đường, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói. Hoàng gia đã sớm biết kết cục hôm nay, đoán chừng an bài không ít người rời đi. Bàn tử nói ra, ngày tháng còn dài, nếu không gặp lại thì tính ra bọn chúng may mắn. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, đại bộ phận cường giả hoàng gia đã chết, mấy người còn lại cũng không thể làm ra sóng gió gì lớn. Hôm sau, tin tức hoàng gia và tôn gia bị diệt tộc lan truyền toàn bộ Yến Thành, khắp nơi đều đang nghị luận về cái tên Tiêu Phàm này. Đối với những việc này, Tiêu Phàm cũng không hề quan tâm, nhưng có ít người lại bắt đầu đánh chủ ý vào hắn. Vương Thất Vân gia, một tên nam tử trung niên mặt nho bào đang ngồi thẳng tắp trong một tòa đại điện, thần sắc trên người hắn uy nghiêm, trong vô hình tỏa ta khí chất vương giả. Giữa đại điện có một nam một nữ đang cung kính đứng đấy, hai người chính là Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết. Phụ vương, Tôn gia cùng Hoàng gia bị diệt tộc, Lý gia và Triệu gia chiếm đoạt địa bàn hai nhà. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Vân Lạc Vũ cau mày một cái. Nam tử trung niên kia chính là quốc quân chỉ chủ của Đại Yên Vương Triều, Yến Vương. Yến Vương nghe thấy Vân Lạc Vũ nói liền cau mày một cái, đột nhiên mở miệng nói, Lạc Vũ, ngươi muốn trở thành tuyệt thế cường giả hay là có được Đại Yên Vương Triều? Vân Lạc Vũ khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi nói, trước đó, nhi thần không hiểu cách làm của đại ca. Đại Yên Vương Triều to lớn như thế lại không muốn lại đi truy cầu võ đạo tối cao gì đó. Nhưng hiện tại nhi thần đã hiểu rồi, cho dù có nắm giữ bao nhiêu quyền lục tài phú đi chăn nữa nhưng nếu không có thực lực để bảo vệ, thì tất cả đều như mây khói mà thôi. Yến Vương hài lòng gật đầu, người có thể nghĩ như vậy, vi phụ rất vui mừng, Lý gia và Triệu gia cho dù chiếm nhiều như thế nào thì toàn bộ Đại Yến Vương Triều vẫn là của Vân gia ta, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh thì bọn chúng có thể làm gì được. Phụ vương giáo huấn rất đúng. Vân Lạc Vũ cung kính thi lễ, hài nhi có một ý nghĩ. Nói nghe một chút. Yến Vương ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Hài nhi điều tra qua tin tức Tiêu Phàm, kẻ này từng 9 lần tiến vào chiến hồn điện vẫn không thể thức tỉnh chiến hồn, nhưng sau khi thức tỉnh chiến hồn lại một đường đi lên, lúc này chỉ mới 1 năm mà đã đột phá chiến tông cảnh, người như vậy, tuyệt đối là phúc tinh của Đại Yên ta. Vân Lạc Vũ nói ra. Thời gian 1 năm đột phá cảnh giới chiến tông, Vân Lạc Tuyết bên cạnh kêu lên sợ hãi, tin tức này hoàn toàn làm nàng chấn động. Đúng, còn chưa đầy 1 năm. Vân Lạc Vũ hít sâu một hơi, lúc hắn nhìn thấy báo cáo tin tức của Tiêu Phàm thì hắn cũng không khá hơn Vân Lạc Tuyết là bao. Thứ hắn nghĩ trong chớp mắt chính là, tuyệt thế thiên tài trăm năm hiếm thấy Vân Lạc Vũ hắn tu luyện tầm 10 năm mới đột phá cảnh giới chiến tông, nếu so sánh với Tiêu Phàm chính là thua gấp 10 lần. Tương lại sự chênh lệch này sẽ càng lớn. Ý ngươi là, trong mắt Yến Vương lóe lên một tia rung động. Vân Lạc Vũ ực ực nuốt nước bọt một cái, cực kỳ trịnh trọng nói, hài nhi cả gan, hy vọng phụ vương phong Tiêu Phàm làm vương khác họ. Nhị ca, người điên rồi. Vân Lạc Tuyết kêu to, vương gia khác họ, trong lịch sử của Đại Yên Vương Triều chưa từng xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại Yến vốn là vương triều, một khi xuất hiện một vương thứ hai thì chẳng lẽ lại ngang hàng với phụ thân nàng. Nói tiếp, Yến Vương híp hai mắt, trầm giọng nói. Thế nhân đều tưởng Tiêu Phàm chỉ có chiến hồn tứ phẩm, nhưng người chỉ có chiến hồn tứ phẩm lại có thể đột phá chiến tông sao? Nếu như có thể, vậy cũng chỉ có 2 khả năng. Vân Lạc Vũ sắp xếp lại từ ngữ một chút. Thứ nhất, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn. Có một chiến hồn khác cường đại hơn chiến hồn u ảnh rất nhiều, nếu không, hắn cũng không thể đột phá cảnh giới chiến tông được. Thứ hai, hắn có chiến hồn biến dị,
chỉ có chiến hồn biến dị mới có thể cao hơn cùng giai, đột phá chiến tông cũng là sự tình bình thường. Hơn nữa, Hải Nhi đã điều tra qua, Tiêu Phàm mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, một vương gia khác họ đối với Vân gia cũng không tính là gì, nếu như Nhi thần không nhìn lầm, một ngày nào đó hắn thành công quật khởi, nhất định Đại Yên Vương triều ta cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu như vạn nhất hắn dừng bước tại chiến tông cảnh, vậy Vân gia ta cũng có cớ để hủy đi tư cách vương gia của hắn. Vân Lạc Vũ nói rất cẩn thận, hắn ép làm phụ vương nổi giận. Vẫn còn một số thứ ngươi chưa biết. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là Yến Vương chẳng hề nổi giận, ngược lại thập phần bình tĩnh nói, các ngươi có biết thân phận của ba người bên cạnh hắn không? Thân phận Diệp Thi Vũ kia tất nhiên không thấp, dù sao thực lực của ca ca nàng đã bày ra trước mắt, hình như cũng không ưa gì Tiêu Phàm. Về phần hai người Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu, tin tức Hải Nhi có hạn, chỉ biết Lăng Phong có chút quan hệ với Lăng Vân Thương Hội. Vân Lạc Vũ nghi ngờ nói. Vừa dứt lời, con người Vân Lạc Vũ đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, Lăng Vân Thương Hội, chẳng lẽ Lăng Phong là người nhà họ Lăng? Không sai. Yến Vương hài lòng gật đầu, Lăng Vân Thương Hội là một trong tam đại thương hội trên chiến hồn đại lục, trải rộng khắp mọi nơi, chỉ cần là họ Lăng, cho dù đệ tử dòng thứ thì chúng ta cũng đắc tội không nổi. Hơn nữa, địa vị Nam Cung Tiêu Tiêu kia cũng không nhỏ. Yến Vương hít sâu nói, phi phụ cảm thấy rất may mắn vì các ngươi chưa có đắc tội hắn. Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết nghe vậy không khỏi rùng mình, cũng may bản thân không có giết mấy người bọn họ, bằng không, xui xẻo cũng không chỉ có Hoàng gia và Tôn gia, còn có Vân gia hắn. Phụ vương, lai lịch thằng mập kiên như thế nào? Vân Lạc Tuyết nhịn không được hỏi. Thần sắc Yến Vương cứng lại, nói, đại yến ta phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng triều, các ngươi biết Tuyết Nguyệt Hoàng triều kia lại phụ thuộc ai không? Đại Ly Đế triều, Vân Lạc Vũ cùng Vân Lạc Tuyết huynh muội trăm miệng một lời, trong mắt chấn kinh không thôi. Bọn hắn không ngờ, ba người bên người Tiêu Phàm đều có lai lịch lớn như vậy, Diệp Thi Vũ không nói, thực lực ca ca nàng đã chấn nhiếp tất cả tu sĩ ở đại yến. Lăng Phong nếu như thực sự là người nhà họ Lăng, đó cũng là một con quái vật khổng lồ. Về phần Đại Ly Đế triều, đây chính là quái vật nắm quyền sinh sát Đại Yên Vương triều bọn hắn, chỉ cần cho Tuyết Nguyệt Hoàng triều một đạo mệnh lệnh, Đại Yến Vương triều tùy thời đều có thể biến mất ở trên chiến hồn đại lục. Lạc Vũ, truyền ý chỉ của ta. Đột nhiên, thần sắc Yến Vương nghiêm lại, nói, Phong Tiêu Phàm là Đại Yến nhất tự Tịnh Kiên Vương, Phong Hào U Vương, thống ngự Đại Yến Ngự Lâm Quân. Nơi U Vương đến như đích thân bản vương đến. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, thống ngự Ngự Lâm Quân, con người Vân Lạc Tuyết co rụt lại, thần sắc tràn ngập vẻ khó tin. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, đây chính là vị trí ngồi ngang hàng với phụ vương A, hơn nữa còn thống ngự Ngự Lâm Quân, nếu như Tiêu Phàm muốn tạo phản thì há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vâng, thưa phụ vương, Vân Lạc Vũ cũng hơi chấn kinh, hắn không ngờ khí phách của phụ vương còn lớn hơn cả hắn. Vân Lạc Vũ trầm tư một chút, rất nhanh liền minh bạch ý tứ Yến Vương, nếu như Tiêu Phàm thật muốn đối phó Vân gia, không cần Ngự Lâm Quân, chỉ cần Đại Ly Đế triều nói một câu thì Đại Yên liền phải hôi phi yên diệt. Phong Tiêu Phàm làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, lấy phẩm chất trọng tình trọng nghĩa của Tiêu Phàm, hắn sẽ không tạo phản, cho dù Tiêu Phàm tạo phản cũng sẽ bị người đời khinh thường phỉ nhổ. Dù sao, Đại Yến đối với hắn có ân, hắn lại lấy oán báo ân. Như thế cho dù bách tính cả Đại Yên Vương triều cũng không lưu được hắn. Lạc Vũ, chờ đã. Khi Vân Lạc Vũ quay người chuẩn bị rời đi, Yến Vương lại đột nhiên kêu lên, vẫn là bản vương tự mình đi đi, nếu muốn làm, vậy phải làm cho chót. Cùng ngày, tin tức Đại Yên Phong Tiêu Phàm làm nhất tự Tịnh Kiên Vương truyền khắp Yến Thành, tất cả mọi người chấn kinh không thôi, vương thất chẳng những không trách cứ Tiêu Phàm, ngược lại Phong Tiêu Phàm là vương, cùng Yến Vương ngồi ngang hàng. Trong lúc nhất thời, Lý Gia và Triệu Gia cũng không bình tĩnh, đều nhao nhao tiến về Thần Phong học viện. Lão Tam, mau ra đây. Tiêu Phàm tu luyện trong phòng thì bàn tử thở không ra hơi xông tới. Lão Nhị, có chuyện gì? Tiêu Phàm thu liếm khí tức, chậm rãi đứng dậy. Bàn tử đánh phất một quyền vào ngực Tiêu Phàm, cười mắng, tiểu tử ngươi hiện tại phong quang rồi, trở thành vương gia, quả nhiên thay đổi. Vương gia vẹo gì? Bộ dáng Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, Phong Hào U Vương. Hiện tại, Yến Vương còn đang ở ngoài cửa đợi ngươi đấy.
Bàn tử cười nói, sau đó đem sự tình kể sơ lược cho Tiêu Phàm. Tên Yến Vương này muốn làm gì? Tiêu Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đang yên đang lành lại bị phong vương. Yến Vương này cũng không ngốc, rất biết rõ thời thế. Lăng Phong chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Lão đại, có ý gì? Tiêu Phàm hỏi. Hoàng gia và Tôn gia đã diệt vong, hắn sợ kế tiếp là Vân gia. Lăng Phong lắc đầu nói. Ta cũng không có ý định đối địch với Vân gia, chỉ cần Vân gia không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đụng đến bọn hắn. Tiêu Phàm nhún vai nói. Đi ra ngoài trước, người khác mang theo thành ý đến, ngươi cũng đừng làm người ta sốt ruột. Bàn tử và Lăng Phong nhìn nhau, sau đó đẩy Tiêu Phàm đi ra ngoài cửa. Đại môn Thần Phong học viện đã có rất nhiều tu sĩ tập trung lại, quân sĩ giữ trật tự cũng không ít. Yến Vương đã lâu không có xuất hiện, vậy mà hôm nay lại tự mình đến Thần Phong học viện. Ngươi có điều không biết, Yến Vương là tự mình đến xác phong cho Tiêu Phàm, không, bây giờ hẳn là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, U Vương. Cái gì, U Vương? Hắn diệt hai đại gia tộc lại còn được xác phong thành U Vương. Ta không nghe lầm chứ? Đám người kinh ngạc và vô cùng nghi hoặc. Tiêu Phàm ra rồi. Có người kinh hô, ánh mắt đám người không hẹn mà cùng hướng về Đại môn Thần Phong học viện. Đại môn, Tiêu Phàm, Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim chậm rãi đi tới. Yến Vương ra hiệu cho Vân Lạc Vũ, Vân Lạc Vũ liền vội vàng tiến lên lấy thánh chỉ ra, tuyên đọc nội dung xác phong. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, phong Tiêu Phàm là vương cũng thì thôi, lại còn đem Ngự Lâm quân giao cho hắn trưởng quản, nếu như Tiêu Phàm tạo phản thì phải làm sao? Yến Vương. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng hơi thi lễ về phía Yến Vương, hắn cũng không ngờ tên Yến Vương này lại bày ra một trận thế lớn như vậy. Nếu lúc này cự tuyệt, vậy há không nể mặt Yến Vương, làm hắn mất mặt trước nhiều người như thế? Tiêu lão đệ, không cần khách khí. Yến Vương vội vàng đỡ Tiêu Phàm dậy, cho Tiêu Phàm đủ mặt mũi. Đa tạ Yến Vương, Tiêu mỗ có tài đức gì? Tiêu Phàm cũng có chút thụ sủng nhược kinh, Yến Vương này thật là có tâm, nếu như mình không bày tỏ một chút thì đoán chừng Yến Vương vẫn chưa yên tâm, lập tức nói ra Yến Vương yên tâm, Tiêu mỗ mãi mãi là con dân Đại Yên. Đừng gọi Yến Vương xa lạ thế, cứ gọi ta là Vân Lão Ca là được. Yến Vương cười ha ha một tiếng. Hắn chính là chờ một câu này của Tiêu Phàm. Chỉ cần đem Tiêu Phàm kéo lên con thuyền này cũng tương đương với kéo Lăng Phong và Bàn Tử, cuộc làm ăn này quá lời rồi. Lạc Vũ, Lạc Tuyết, còn không đến hành lễ với Vương Thúc. Yến Vương quay đầu nhìn về Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết phía sau. Vương Thúc, Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết bên cạnh xấu hổ, bọn hắn lúc nào đã biến thành vãn bối của Tiêu Phàm. Hai người trong lúc cấp bách cũng không biết làm sao. Vân Lão Ca, ta và bọn họ đều cùng một thế hệ, cứ giao hảo bình thường là được. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng không muốn nhìn nhiều thêm một chất tử, chất nữ. Hôm nay Vương Cung thiết yến, hy vọng Tiêu Lão Đệ đến đúng giờ, không say không về. Yến Vương trừng mắt nhìn hai người Vân Lạc Vũ, vội vàng nói. Nhất định, nhất định. Tiêu Phàm mỉm cười, hai người hàn huyên một lúc thì Yến Vương mới rời đi. Lý gia gia chủ và Triệu gia chủ cũng nhao nhao tặng lệ, thái độ đối với Tiêu Phàm vô cùng cung kính. Việc này rất nhanh liền truyền đến tai viện trưởng Chiến Vương học viện, bên trong một tòa biệt viện, sắc mặt Khúc Huyền âm trầm, ngồi đối diện là một ông lão mặc áo đen, sắc mặt lão giả cũng không dễ nhìn. Vân gia đúng là không phải thứ gì tốt, lại không đem Chiến Vương học viện ta để vào trong mắt. Khúc Huyền phẫn nộ đập tay lên bàn đá. Hai trụ cột của Chiến Vương học viện đều vì Tiêu Phàm mà chết, hiện tại thì hay rồi, Yến Vương lại đi nịnh bợ Tiêu Phàm. Người chạy trà nguội, chính là nhân sinh thường tình, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lão Lâm và Bách Lý Lão Quỷ Sinh không gặp thời. Ông lão mặc áo đen cảm thán một hơi, cả người cảm giác già đi rất nhiều. Ô lão, chẳng lẽ bỏ qua như thế? Khúc Huyền không cam lòng nói. Không thì làm thế nào? Mấy trăm năm trước Thần Phong học viện sừng sững làm cho biết bao đế triều kiêng kỵ, những năm nay mặc dù suy bại nhưng vẫn không ngã cũng có lý do của nó. Ông lão mặc áo đen ô lão thở dài. Lúc này, trong mắt ô lão lóe qua một sợi tinh quang, việc cấp bách là làm thế nào để đối mặt với Kiếm Vương học viện. Khúc Huyền nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng,
lạnh giọng nói, chiến vương học viện mấy chữ này là do đám tiền bối dùng máu tươi đổi lấy, há có thể để người khác nhúng chàm. Ta nghe nói, thất giả kia đều là chiến tông cảnh, chiến vương học viện ta bây giờ chỉ có Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y, bọn hắn mặc dù đều đột phá đến chiến tông cảnh nhưng tính ra vẫn thiếu hai người, trước mắt đã thu hai trận, chúng ta lấy cái gì để so đây? Trong giọng nói Ô lão tràn ngập bất đắc dĩ. Sắc mặt Khúc Huyền giật một cái, sau đó lại nói, bên trong những học viên đã tốt nghiệp cũng không ít người đạt đến chiến tông cảnh. Người cũng không phải không biết quy củ, cạnh tranh giữa các học viện thì tuổi cũng không được quá 20. Ô lão lắc đầu nói. Khúc Huyền không biết nói gì đành im lặng. Ban đêm, Tiêu Phàm từ Vương Cung trở về liền triệu tập 20 tên tướng sĩ ngự lâm quân, mỗi người đều có tu vi chiến tôn cảnh trở lên, đám người cưỡi truy phong lang tứ giai, ra roi thúc ngựa xông ra Yến Thành, biến mất trong màn đêm. Lão Tam, người thế này cũng coi là áo gấm hồi hương. Bàn tử cười ha ha, trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, người khác áo gấm về quê, tiên pháo tể minh, mà Tiêu Phàm ta lại muốn huyết nhuộm thanh thiên. Muốn trách thì trách trưởng bối trong gia tộc ngươi mù mắt, ta thật muốn nhìn bộ mặt ghê tởm kia của bọn chúng, đáng tiếc, lão đại đã rời đi. Bàn tử nhe răng trợn mắt nói. Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua bên tai. Tâm hắn rất lạnh, trong đầu từng hình ảnh lóe qua, hắn không biết nhìn phải xử trí Tiêu gia như thế nào. Giết, hắn đến cùng vẫn là người Tiêu gia, trong người vẫn chảy dòng máu của Tiêu gia, cho dù hắn muốn giết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không đồng ý. Trong mắt hắn, trên đời này chỉ có Tiêu Hạo Thiên là thân nhân của hắn, không, nói cho đúng còn có một Tiêu Hàn. Nhưng nếu không giết, trong lòng hắn không yên. Một trưởng của Tiêu Vân ngày đó cũng đã đánh tan tình cảm cuối cùng hắn dành cho Tiêu gia, nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên thay hắn đỡ một trưởng kia thì hiện tại hắn đã không đứng ở đây rồi. Người đang chết vẫn phải giết, chỉ cần không phạm bản tâm là được. Tiêu Phàm hạ quyết tâm. Ngừng, một tiếng quát nhẹ vang lên, tất cả truy phong lang đột nhiên ngừng bước, một người trung niên mặc chiến giáp màu đen cung kính đi đến trước mặt Tiêu Phàm, nói, khởi bẩm U Vương, đã đến Tiêu Thành. Tiêu Phàm đứng trên sườn núi nhìn Tiêu Thành phía xa, lờ mờ có thể thấy được mấy điểm sáng, bây giờ mới rạng sáng, cả tòa thành trì vẫn chưa tỉnh giấc. Lúc ấy hắn và Tiểu Ma Nữ cùng Tiểu Kim mất thời gian 7 ngày để chạy từ Tiêu Thành đến Yến Thành, mà lúc này hắn lại tốn không tới nửa ngày. Tiêu Phàm cảm khái, hắn rời đi mấy tháng rốt cục cũng trở về, mà lần này hắn không còn là Tiêu Phàm có thể mặc người chém giết nữa, hắn rất muốn để người khác biết hậu quả của những người muốn giết hắn. Nghỉ ngơi tại chỗ, Hừng Đông vào thành. Tiêu Phàm vung tay lên, quát khẽ nói. Vâng, U Vương, 20 cao thủ ngự lâm quân nhao nhao nhảy xuống truy phong lang, nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ biết ngày mai sẽ rất bận rộn nên nhất định phải nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Thời gian trôi qua, khi ánh ban mai đầu tiên chiếu rọi thiên địa cuồn cuộn này, Tiêu Thành cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tiêu Phủ đang bị rất nhiều người vây quanh. Tiếng la giết một mảnh, ồn ào vô cùng. Tiêu Vân, kỳ hạn đã đến, nếu không mở cửa, Lâm gia chính là kết quả của Tiêu gia ngươi. Đại môn Tiêu gia, một tên nam tử trung niên hét lớn, trong mắt hiện ra lãnh quang. Nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, nam tử chính là Tô gia gia chủ, Tô Hàn Vân. Bên cạnh hắn còn có một người, là Liễu gia gia chủ Liễu Thành, lúc ở Lạc Nhật Sơn Mạch Tiêu Phàm có gặp qua một lần. Tô huynh, ta thấy không cần phải phiền toái như vậy, Tô gia ngươi cứ giết tới đi, Liễu gia ta thay ngươi lược trận là được. Chỉ cần Tô huynh chia cho Liễu gia ta một chút chỗ tốt là được. Liễu Thành cười nhạt một tiếng. Cũng được, tất cả mọi người nghe lệnh, lên hết cho ta, nếu ai dám phản kháng, giết. Thần sắc Tô Hàn Vân băng lãnh, trong lòng nghĩ thầm, chỉ cần Tiêu gia diệt vong, về sau Tiêu Thành liền có thể đổi thành Tô Thành. Mấy tháng trước, Lâm gia gia chủ chết ở trong tay Tuyết sư bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch, Tô gia mượn cơ hội này diệt Lâm gia, lại thêm nội bộ Tiêu gia lục đục, Tô gia nhất cử trở thành đệ nhất đại gia tộc ở Tiêu Thành. Lần này tìm Liễu gia hỗ trợ, chính là muốn nhất thống Tiêu Thành, chân chính trở thành đệ nhất gia tộc tại Tiêu Thành. Giết, nghe thấy mệnh lệnh Tô Hàn Vân, người Tô gia lập tức trở nên hưng phấn, vừa nghĩ đến Tô gia sắp trở thành đệ nhất gia tộc ở Tiêu Thành thì bọn họ kích động không thôi.
mấy tên tu sĩ chiến sư cảnh toàn lực một kích phá vỡ đại môn Tiêu gia, đệ tử Tiêu gia lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Người dẫn đầu chính là Tiêu gia Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Vân, bên cạnh hắn là Tiêu Thiên, Tiêu Hàn, và những trưởng lão còn lại của Tiêu gia. Tô Hàn Vân, sắc mặt Tiêu Vân âm trầm, trợn mắt nhìn Tô Hàn Vân, vừa nghĩ tới Tiêu gia sắp hủy ở trong tay mình, hắn cực kỳ không cam lòng. Tiêu Vân, ta tôn trọng ngươi là trưởng bối, cho ngươi cơ hội, nếu như người đã không quý trọng vậy cũng đừng trách ta. Thần sắc Tô Hàn Vân lạnh lùng, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cho dù chết, lão phu nhất định cũng phải kéo theo ngươi. Tiêu Vân đã dự định cùng đồng quy vu tận. Tiêu Vân, nói thật, ngươi kém xa Tiêu Hạo Thiên. Tô Hàn Vân coi thường nhìn về Liễu Thành bên cạnh nói, Liễu huynh, giết chết Tiêu Vân, lại cộng thêm 200 vạn hạ phẩm hồn thạch. Được. Liễu Thành cười tủm tỉm nói, 200 vạn hạ phẩm hồn thạch, đây chính là tương đương với hai viên hồn tinh ngũ giai đỉnh phong A, có chỗ tốt không mà không lấy chính là ngu ngốc. Về phần người Tiêu gia, cũng không cần lưu lại một ai. Tô Hàn Vân nói xong liền lao thẳng tới Tiêu Vân. Đúng lúc này, 22 đạo thân ảnh đi tới cửa thành, nhìn cửa thành đang đóng chặt, Tiêu Phàm cau mày một cái, lạnh lùng nói ra hai chữ, phá thành. Vâng, một tên tướng sĩ chiến tông cảnh xuất thủ, một đao liền đem cửa thành chém thành mảnh vụn, người trong thành kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 20 người cưỡi truy phong lang to lớn đang xông tới, một cỗ khí thế cuồng dã tản ra, bách tính trong thành bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hồn thú kinh khủng vậy mà chỉ vẻn vẹn là tòa kỵ, những người này là ai? Đúng, người kia hình như là Tiêu Thành đệ nhất phế, không, là Tiêu gia tam thiếu. Tiêu Phàm vậy mà lại trở về. Đáng tiếc, Tiêu gia đoán chừng sắp bị diệt tộc, hắn về trễ rồi. Tiêu gia đuổi Tiêu Phàm ra khỏi tộc, Tiêu Phàm khẳng định nhớ hận này, hắn cũng mong Tiêu gia bị diệt vong a, nhưng nếu Tiêu gia không hủy trong tay hắn thì hắn nhất định không cam tâm. Người Tô gia sắp gặp xui xẻo rồi đây. Đám người kinh ngạc nhìn 22 thất truy phong lang vụt qua nhanh như tên bắn, rất nhiều người lặng lẽ đi theo. Tiêu thành không lớn, vẻn vẹn 20, 30 tức thời gian, bọn Tiêu Phàm đã đi tới phủ đệ Tiêu gia, nhìn thấy đại môn một mảnh hỗn độn, Tiêu Phàm cau mày một cái. Bên trong Tiêu phủ truyền ra từng đợt tiếng binh khí va chạm, sát khí trong mắt Tiêu Phàm lóe lên. Đệ tử Tiêu gia vừa thủ vừa lui. Lúc này đã lui đến nội viện của Tiêu phủ, Tiêu Vân bị Tô Hàn Vân và Liễu Thành bước đến một góc, vết thương trên người chồng chất, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tiêu Vân, ta đã nói người kém xa Tiêu Hạo Thiên, người đúng thật mù mắt rồi, chỉ vì Tiêu U mà đem hắn đuổi khỏi Tiêu gia. Tô Hàn Vân cười ha ha, trường kiếm trong tay không dừng lại một chút chém lên người Tiêu Vân thêm mấy vết thương. Ngay sau đó, Liễu Thành đá một cước vào vết thương Tiêu Vân. Thân thể Tiêu Vân hung hăng đụng lên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu Vân, ta biết, ngươi là đang đợi Tiêu U à. Không sợ nói cho ngươi biết, hoàng gia đã bị diệt tộc, ngươi cho rằng Tiêu U có hoàng gia làm chỗ dựa liền vĩnh thế không lo. Tô Hàn Vân càng nói càng hưng phấn, kỳ thật, ta rất cảm tạ ngươi, ngươi biết là ai diệt hoàng gia không? Là ai? Tiêu Vân không cần nghĩ ngợi hỏi. Là phế vật bị ngươi đuổi khỏi Tiêu gia. Là Tiêu Phàm bị toàn bộ người Tiêu Thành gọi là phế vật, có phải ngươi rất hối hận hay không? Tô Hàn Vân cười gần nói, một kiếm xuyên thủng bả vai Tiêu Vân, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Tiêu Phàm, con người Tiêu Vân co rụt lại, trái tim hung hăng xúc động một hồi, thần sắc không thể nào tưởng tượng được. Tiêu Phàm lúc này mới rời đi bao lâu, lại có thể diệt hoàng gia. Đây quả thực là điều không tưởng, Tô Huynh, đề phòng vạn nhất, giết đi rồi nói. Liễu Thành trầm giọng nói. Được, Tô Hàn Vân gật đầu, đâm một kiếm thẳng vào mi tâm của Tiêu Vân. Keng, vào thời khắc kiếm của Tô Hàn Vân sắp đâm vào mi tâm Tiêu Vân, một đạo kiếm mang khác từ một bên lóe lên ngăn trở Tô Hàn Vân, sau một khắc, một bóng hình xinh đẹp ngăn khuất trước người Tô Hàn Vân. Mộc Vũ, tại sao con lại trở về? Con ngăn ta lại làm gì? Tô Hàn Vân kinh ngạc nhìn nữ tử phía trước, người tới chính là Tô Mộc Vũ. Dừng tay cho ta, Tô Mộc Vũ kêu to, hồn lực bàng bạc tản ra, chiến đấu trong nháy mắt ngưng lại. Cha, người không thể giết hắn. Tô Mộc Vũ quay người nhìn về phía Tô Hàn Vân nói. Không thể giết, vì cái gì không thể giết? Tô Hàn Vân sầm mặt lại,
hắn làm sao biết vào thời khắc Tô gia sắp trở thành đệ nhất gia tộc thì ngươi ngăn cản lại chính là con gái hắn. Bởi vì không tới phiên ngươi tới giết. Đúng lúc này, một đạo âm thanh bá đạo băng lãnh vang lên, ngay sau đó một cỗ khí thế bàng bạc từ cửa đại viện ập tới. Tất cả mọi người biến sắc, khí tức kia bọn hắn căn bản không thể tiếp nhận nổi nghe được thanh âm kia, Tô Mộc Vũ biến sắc, cả người cảm giác chán chường rất nhiều, nàng biết tên sát tinh kia đã đến. Trong sân, ánh mắt tất cả mọi người nhao nhao hướng về đại môn nhìn lại, sau một lát, một bóng người dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Phàm, mọi người kêu lên sợ hãi, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người, nhưng trong những người mà họ nghĩ đến, tuyệt đối không có Tiêu Phàm. Tên phế vật như ngươi trở về làm gì? Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hồn lực cường đại xông thẳng đến Tiêu Phàm. Làm càn, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một tên tướng sĩ chiến tông cảnh sau lưng Tiêu Phàm đã quát lạnh một tiếng, Tiêu Thiên đối diện đột nhiên bị chấn bay ngược ra phía sau, thân thể đập ầm ầm trên vách tường, trong miệng hộc máu. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, Tiêu Phàm từ đâu tìm được mấy người cường đại như thế? Một cái ánh mắt đã làm thiên tài Tiêu Thành bị trọng thương. Nếu quả thật xuất thủ vậy Tiêu Thiên há chẳng phải chết sao? Tiêu Phàm ngăn tướng sĩ kia lại, người kia cung kính đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, hắn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, chỉ cần ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm thì chỉ có chữ chết. Chẳng qua khi hắn phát hiện người ở đây mạnh nhất cũng chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong thì mới thả lỏng một hơi. Phế vật, có bản lĩnh thì tự mình lên, tìm người giúp thì có hay ho gì? Tiêu Thiên ho ra một ngụm máu tươi, lung lay đứng dậy. Ngự Lâm Quân cười lạnh nhìn Tiêu Thiên, trong lòng khinh thường, lấy thực lực U Vương còn cần tìm giúp đỡ sao? Ứng phó với các ngươi cũng ca công mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm cũng chưa từng liếc mắt nhìn Tiêu Thiên một cái, ánh mắt lại rơi vào trên người Tô Hàn Vân, Tô Mộc Vũ một bên biến sắc, liền vội vàng tiến lên nói, U. Lời nói chưa mở miệng, lại bị Tiêu Phàm quát lớn trở về, còn không tới lượt ngươi nói chuyện. Tô Mộc Vũ vội vàng ngậm miệng lại. Nàng rất rõ tính tình Tiêu Phàm, một khi chọc giận Tiêu Phàm thì kết quả nhất định rất thảm. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ biết Tô Mộc Vũ thế là thiên tài trăm năm khó gặp tại Tiêu Thành A, nàng nắm giữ lục phẩm chiến hồn, sớm đã được Chiến Vương Học Viện thu nhận, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô gia trở thành đệ nhất gia tộc tại Tiêu Thành. Nhưng dạng thiên chi kiêu nữ này đứng ở trước mặt Tiêu Phàm cũng không dám thở mạnh. Hiện tại cho dù người ngu cũng biết đã có biến rồi. Đôi mắt Tiêu Thiên khẽ run lên, chỉ mới mấy tháng mà Tiêu Phàm như đã trở thành một người khác, lại trở nên hung hăng như thế, mấy tháng qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn thi thể đầy đất, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trầm giọng nói, những người này do ai giết, tự đứng ra. Đám người khẽ nhíu mày, ai cũng không mở miệng, đứng ra liệu có còn mạng trở về không? Tô gia chủ, cáo từ. Liễu Thành cảm giác tình huống có chút không ổn liền hướng về phía Tô Hàn Vân chắp tay một cái, sau đó ra hiệu cho người Liễu gia chuẩn bị rời đi. Ta cho các ngươi đi sao? Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén đảo qua Liễu Thành, đôi mắt kia vô tình và lạnh lùng. Thế nào, người còn muốn lưu chúng ta lại hay sao? Liễu Thành híp hai mắt đánh giá đám người Tiêu Phàm một, hắn phát hiện khí thế trên người những người này đều rất yếu ớt. Nếu như hắn nhìn thấy 20 con truy phong lang bên ngoài tiểu viện, đoán chừng liền không dám nói được như vậy. Chỉ có Tô Mộc Vũ biết, người Liễu gia gặp xui xẻo rồi. Ha ha, Tiêu Thành đệ nhất phế, ngươi cho rằng nhét hành vào lỗ mũi liền có thể trở nên cao thượng sao? Người Liễu gia vẫn không sợ cười ha ha nói, người vừa lên tiếng chính là Liễu Đào. Phốc, hàn quang lóe lên, tiếng cười Liễu Nham đột nhiên ngưng lại, hắn dùng hai tay che cổ lại. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, mọi người ở đây đều không thấy hàn quang kia xuất ra từ đâu, ngươi dám giết con ta liều mạng với ngươi. Liễu Thành tức giận vô cùng, như hổ đói nhào về phía Tiêu Phàm, chiến hồn chập chờn trong hư không. Giết, Tiêu Phàm chán ghét liếc mắt nhìn Liễu Thành, nhàn nhạt nói ra một chữ. Sau một khắc, hai người phía sau hắn động, tại hư không tàn ảnh lấp lóe, đám người chỉ thấy từng cái đầu bay lên không trung. Máu tươi từ trên cổ phun ra như suối. Vẻn vẹn không đến ba hơi thở, tất cả người Liễu gia đều chết ở chỗ này, bao gồm Liễu Thành và hai tên nhi tử Liễu Nham và Liễu Đào của hắn. Trong sân câm như hến, đám người ngừng thở, im lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe được. Tô Hàn Vân rốt cuộc biết vì sao Tô Mộc Vũ ngăn cản hắn giết Tiêu Vân,
Tiêu Vân mà chết, Tô Hàn Vân cùng toàn bộ Tô gia hắn đều phải chôn cùng. Thiên phú Tô Mộc Vũ tuy mạnh, nhưng muốn nàng trưởng thành cũng cần phải có thời gian. Người Tiêu gia chẳng những không có hưng phấn, ngược lại mặt xám như cho, lúc trước khi Tiêu Phàm và Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, không có ai nói giúp bọn họ một lời. Không có ai, có chỉ có trào phúng, có chỉ có coi thường. Giờ này ngày này, bọn hắn làm gì còn mặt mũi nào đối diện với Tiêu Phàm? Chỉ bằng trên người ngươi chảy huyết mạch của Tiêu gia sao? Cho dù bọn hắn nguyện ý thì Tiêu Phàm cũng không nguyện ý, sắc mặt Tiêu Phàm không có bất kỳ biến hóa gì, giống như những người bị giết kia không phải là người mà chỉ là cỏ rác. Ánh mắt hắn lần nữa đảo qua đám người Tô gia, ta sẽ không hỏi lần thứ hai, những người này do ai giết, tự đứng ra. Còn chưa cút ra, Tô Mộc Phủ biến sắc, phẫn nộ quát, hồn lực bàng bạc bao phủ tất cả mọi người Tôn gia ở đây, toàn thân mấy người run lên, ngã nhào trên đất. Nếu Tiêu Phàm thật sự nổi giận thì kết cục của Tô gia sẽ không khác gì Liễu gia. 12 tên, còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhìn 12 người đứng trước mặt mình, ánh mắt của hắn làm mọi người ở đây dùng mình một cái. Các ngươi muốn để Tô gia diệt tuyệt sao? Tô Mộc Vũ thực sự lo lắng. Đại tiểu thư, chúng ta không có giết người. Những người khác sợ hãi vô cùng, toàn thân Tô Tuấn không ngừng run rẩy. Đệ tử Tiêu gia chết trong tay hắn có 3 người, giờ phút này đúng ra tuyệt đối là thập tử vô sinh. Người Tô gia ta dám làm dám chịu, hôm nay ta cam đoan, nếu sau này điều tra ra được, sẽ bị thiên đao ản quả. Sắc mặt Tô Mộc Vũ hung ác. Lời này vừa ra, lại có 5-6 người đi tới, trong đó cũng bao gồm Tô Tuấn. Lúc nhìn thấy Tô Tuấn, thân thể Tô Mộc Vũ run lên. Sau một khắc, Tô Mộc Vũ động, những người bước ra toàn bộ bị nàng giết chết ngoại trừ Tô Tuấn. Sau đó nàng gác kiếm lên trên cổ mình, U Vương, đệ đệ giết người, tỷ tỷ ta thay hắn nhận lấy cái chết, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Cũng mặc kệ Tiêu Phàm có đáp ứng hay không, nàng liền vung tay vào chiếc cổ trắng xóa. Tỷ, Mộc Vũ, Tô Tuấn và Tô Hàn Vân sợ hãi kêu lên, bọn họ muốn ngăn lại nhưng không cách nào ngăn được. Keng, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một vệt sáng từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, trường kiếm gãy đôi, một vài cọng tóc của Tô Mộc Vũ rơi xuống. Ngươi không giết người, ta cũng không muốn giết ngươi. Tiêu Phàm cũng bị sự quyết đoán của Tô Mộc Vũ làm cho kinh ngạc, trầm giọng nói, Tiêu Phàm ta ân oán rõ ràng, dùng mạng đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Phàm ngừng lại, lại nói, nếu không có ngươi, người Tiêu gia ta chết càng nhiều, nhưng cũng bởi vì Tô gia ngươi, Tiêu gia ta mới chảy ra nhiều máu như vậy, máu Tiêu gia không thể chảy vô ích, ta cần một cái công đạo. Lời nói Tiêu Phàm đầy khí phách làm cho đệ tử Tiêu gia hổ thẹn cúi đầu, bọn hắn chưa từng nghĩ đến vào thời khắc mấu chốt thì Tiêu Phàm chính là người cứu Tiêu gia. Tiêu Phàm, mọi thứ đều là ta sai, xin ngươi tha cho tiểu nhi một mạng. Tô Hàn Vân hít sâu một hơi, đột nhiên sắc mặt hung ác, bỗng nhiên chiến hồn xuất hiện ở trong hư không, hắn một chưởng đánh vào đan điền mình. Oanh, đan điền vỡ nát, chiến hồn tan vỡ, đường đường Tô gia gia chủ bị buộc phải tự phế tu vi. Tô Hàn Vân máu me đầy người nằm hấp hối trên mặt đất. Tiêu Phàm cau mày lại không nói gì, mà Tô Tuấn không chút máu, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ, còn muốn mình đền mạng. U Vương! Một tiếng kêu vang lên, sau đó, một thanh niên đi từ cửa vào. Cung kính hướng về phía Tiêu Phàm nói, xin cho Triệu gia ta một chút mặt mũi, Triệu Vô Bệnh vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm chưa mở miệng, Triệu Vô Bệnh không dám đứng dậy, hắn cũng không ngờ Tiêu Phàm lại trưởng thành nhanh như vậy, đến cả hắn cũng phải ăn nói cung kính với Tiêu Phàm. Đám người Tô gia nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm vẫn không bỏ qua. Đứng lên đi. Tiêu Phàm rốt cục nói chuyện, Triệu Vô Bệnh buông lỏng một hơi, bái nói, đa tạ U Vương. Ta không phải nể mặt ngươi, cũng không phải nể mặt Triệu gia ngươi mà là cho Tô Mộc Vũ mặt mũi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, không thể không nói, ngươi có được một cô gái tốt. Triệu Vô Bệnh gật đầu đi đến bên cạnh Tô Mộc Vũ, ánh mắt Tô Mộc Vũ lộ ra vẻ cảm kích, sau đó đỡ Tô Hàn Vân dậy, nhìn Tiêu Phàm nói, U Vương, chúng ta cáo lui. Tô Mộc Vũ biết, Tiêu Phàm còn muốn giải quyết sự tình nội bộ trong Tiêu gia. Bọn họ là người ngoài nên cũng không thích hợp ở lại nơi này. Khi đám người Tô gia rời đi, tràng diện lần nữa trở nên yên tĩnh. Ha ha, Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về. Đột nhiên,
Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, đánh vỡ sự trầm mặt nói. Rất buồn cười sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Tiêu Vân, nụ cười trên mặt Tiêu Vân cứng đờ, hắn làm sao biết Tiêu Phàm không phải muốn trở lại Tiêu gia mà là quay lại để báo thù. Tiêu Phàm, nhị thái gia dù sao cũng là trưởng bối, cái thái độ của ngươi lúc này là gì đây? Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, hắn thấy Tiêu Phàm bất quá chỉ dẫm nhầm cứt chó mới tìm được một đám cường giả như thế, còn thực lực của hắn cũng không cao. Tin tức Tiêu Thành thật sự quá bế tắc. Nếu như Tiêu Thiên biết sự tích Tiêu Phàm tại Yến Thành thì làm sao dám phách lỗi như thế? Thái độ, người nói ta phải có thái độ gì? Quỳ xuống cầu xin các ngươi lại thu ta vào gia môn sao? Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trong lòng hắn nhất thời cũng không biết phải xử lý đám người Tiêu gia này ra sao? Không phải chỉ là tìm đến mấy tên ngoại nhân sao? Ngươi có gì để kiêu ngạo? Có bản lĩnh thì đến đây đánh một trận, lần trước ngươi thắng là do may mắn thôi. Tiêu Thiên không phục nói. Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt một cái, từng sự tình ngày xưa hiện lên trước mắt hắn, đối với Tiêu Thiên, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng chán ghét, hắn và phụ thân hắn Tiêu Văn đều như nhau, đều là cỏ mọc đầu tường, người như thế vậy mà đã từng là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên nói, nếu như có thể đỡ được một chiêu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một chiêu, ha ha. Phế vật mãi mãi là phế vật, ngươi tưởng ngươi là chiến tông cảnh sao? Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, người ngay cả chiến hồn cũng phải mất 9 năm để thức tỉnh, làm sao có thể trở thành cường giả chiến tông cảnh được? Những ngày qua, Tiêu Thiên dưới vô số tài nguyên của gia tộc đã tu luyện đến cảnh giới chiến sư đỉnh phong, mặc dù không nhất định có thể tiếp được một chiêu của chiến tôn cảnh, nhưng vẫn có thể dễ dàng bảo mệnh. Chết đi cho ta, Tiêu Thiên gầm lên một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn đánh về phía Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng, chỉ mới mấy tháng, người dù có mạnh hơn cũng mạnh hơn được bao nhiêu, ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Trường kiếm trực chỉ đâm vào Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại tùy ý lấy tay vung lên, sau một khắc, một thanh hồn kiếm phá không xuất hiện, quang mang sáng chói làm người ta không thể nào nhìn thẳng vào. Làm sao có thể, Tiêu Thiên rốt cục ý thức được sự khủng bố của Tiêu Phàm, hồn lực ngoại phóng chí ít cũng phải đạt đến chiến tôn A. Hơn nữa năng lượng tỏa ra từ hồn kiếm kia lại quá khủng bố, không phải tu sĩ chiến tôn cảnh có thể thi triển được. Chiến tông cảnh, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, trong lòng run lên, lúc này mới qua bao lâu, một tên từng là phế vật mà lúc này đã trở thành chiến tông cường giả. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài, rất nhiều đệ Tiêu gia trong lòng hối hận, Tiêu gia lại đem một tên tuyệt thế thiên tài đuổi ra khỏi cửa, thiên tài hôm nay trở về, hắn cũng không còn thuộc về Tiêu gia nữa rồi. Tam đệ, xin tha cho hắn một mạng. Mắt thấy một kiếm Tiêu Phàm sắp đâm vào Tiêu Thiên, một tiếng kêu trong đám người vang lên, chỉ thấy Tiêu Hàn cấp tốc chui ra chắn trước người Tiêu Thiên. Tiêu Phàm động niệm, hồn kiếm đột nhiên nổ tung hóa thành cuồng phong dữ dội tản ra bốn phía, đệ tử Tiêu gia bị cuồng phong làm cho nghiêng ngã không thôi. Tiêu Hàn quỳ một chân trên đất mới không bị thổi bay, Tiêu Thiên phía sau hắn ngơ ngẩn ngay tại chỗ, tóc dài loạn vũ, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn đã thấy được sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Phàm. Không có khả năng, ta mới là thiên tài, ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên giống như phát điên vung loạn trường kiếm. Cái dạng này cũng xứng với hai chữ thiên tài sao? Bàn tử hoàn toàn nhìn không nổi, khinh thường nói, hắn rốt cục đã biết mấy tên đệ tử của Tiêu gia ghê tởm như thế nào. Ha ha, Tiêu Thiên ta mới là thiên tài. Tiêu Thiên điên cuồng gào thét, hồn lực xuất ra, sau một khắc. Một tiếng vang giòn từ trong cơ thể hắn truyền đến, đó là âm thanh đan điền bị vỡ nát. Sau một lát, hắn như phát điên chạy ra ngoài, Tiêu Phàm không có ngăn lại, ngược lại lộ ra một chút thương hại, hắn không ngờ mình còn chưa ra tay đã làm Tiêu Thiên phát điên, tự hoại chính mình. Tiêu Vân, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói chứ? Ánh mắt Tiêu Phàm chuyển hướng nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân nghe vậy, toàn thân run lên. Hắn tự nhiên nhớ rõ câu ngoan thoại của Tiêu Phàm trước khi rời đi, Tiêu Vân, một trưởng này ra ra ta chịu, sẽ có một ngày ta trả cho ngươi gấp trăm lần. Lúc ấy hắn căn bản không đem câu nói này để ở trong lòng, nào ngờ lời kia nhanh như thế đã ứng nghiệm rồi. Tiêu Phàm, ta là nhị thái gia của ngươi. Tiêu Vân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ cốt khí gì liền lập tức quỳ xuống trước mặt vãn bối. Đúng vậy, ngươi là nhị thái gia của ta. Cái quỷ này ta không tiếp nổi.
Tiêu Phàm tránh sang một bên. Tiêu Vân còn tưởng Tiêu Phàm đã bỏ qua cho hắn, vội vàng đứng dậy, lấy lòng nói, Tiêu Phàm, hoan nghênh ngươi trở về, nơi này là nhà của ngươi, mà nơi máu mủ tình thâm máu mủ tình thâm. Tiêu Phàm nghe đến nổi da gà lập tức cắt ngang lời nói của Tiêu Vân, hắn cười lạnh nhìn Tiêu Vân, nói thời điểm ngươi muốn giết ta, ngươi có từng nghĩ đến máu mủ tình thâm. Lời nói của Tiêu Phàm làm Tiêu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Máu mủ tình thâm, trong mắt ngươi bất quá chỉ là một chuyện cười, 100 trưởng này ta sẽ không ra tay, bởi vì nó sẽ làm bẩn tay ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, vung tay lên, một đạo bạch sắc hàn mang rơi đến trước người Tiêu Vân. Đó là một thanh đao, hàn quang lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía, nhiệt độ xung quanh giống như hạ xuống mấy độ, trong lúc nhất thời tĩnh mịch tới cực điểm. Nể tình ngươi là nhị thái gia của ta, ta sẽ cho ngươi thể diện, ngươi tự sát đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, người hắn muốn giết cũng chỉ có hai tên. Tiêu Thiên điên rồi, giết hắn cũng không có ý nghĩa gì, còn Tiêu Vân hắn cũng không có dự định sẽ bỏ qua. Tiêu Vân nhìn thanh đao phía trước, toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu, hắn không ngờ mình đường đường là thái thượng trưởng lão của Tiêu gia lại có một ngày bị đệ tử Tiêu gia bức phải tự sát. Đám người Tiêu gia cũng không có ai đứng ra cầu xin cho Tiêu Vân, bọn họ đã từng chọn sai một lần, lần này họ không còn dám đứng ở bên Tiêu Vân nữa. Một khi chọc giận Tiêu Phàm thì bọn hắn khó mà nghĩ được hậu quả sẽ như thế nào. Đại trưởng lão, cứu ta! Đột nhiên, Tiêu Vân hướng lên không trung ra sức gào thét, tựa như phải bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Đệ tử Tiêu gia một mặt mờ mịt, ngươi là thái thượng trưởng lão a, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, đại trưởng lão có thể sao? Tiêu Phàm lại cau mày một cái. Trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh lão nhân đã hảo tâm nhắc nhở hắn trong lúc hắn lựa chọn vô tận chiến điển. Chờ đợi chốc lát, trong hư không cũng không có ai đáp lại, sắc mặt Tiêu Vân trắng bệch, cả người tựa như già nua đi rất nhiều, không cam lòng nói, đại trưởng lão, người muốn nhìn Tiêu gia bị diệt vong sao? Người muốn nhìn Tiêu Phàm tự tay hủy đi Tiêu gia sao? Tiêu Vân nhè răng trợn mắt giống như phát điên. Tiêu Phàm, giải quyết xong việc này thì đến gặp ta. Rốt cục, hư không truyền đến một đạo thanh âm, nhưng âm thanh này lại làm cho Tiêu Vân tuyệt vọng. Đại trưởng lão vậy mà lựa chọn đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, một cọng rơm cuối cùng rốt cục cũng không có, Tiêu Vân mặt xám như cho tàn. Tiêu Phàm nhướng mày, thanh âm này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, hắn giật mình tỉnh ngộ, thầm nghĩ trong lòng, lần trước là đại trưởng lão cứu ta và ra ra. Ha 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 ha, Tiêu Vân cười thảm, dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Giận dữ hết, Tiêu Phàm, ngươi khi sư diệt tổ, cho dù ngươi có trở thành gia chủ Tiêu gia cũng không thể xóa được điều này. Vừa dứt lời, Tiêu Vân cầm thanh đao lên, một đạo lãnh mang lóe qua, ngay sau đó một đạo huyết kiếm vẩy ra, Tiêu Vân trợn to hai mắt phù phù ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Hiện trường câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại thực sự bức tử thái thượng trưởng lão. Chính như Tiêu Vân nói. Tiêu Phàm cho dù trở thành gia chủ cũng không rửa sạch được tội danh khi sư diệt tổ của hắn. Nhưng Tiêu Phàm lại chẳng thèm liếc mắt nhìn Tiêu Vân một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Hàn, khuôn mặt lạnh lùng rốt cục nở một nụ cười. Từng mang danh phế vật suốt 9 năm, chỉ có hai người không có xem thường hắn, một người là gia gia Tiêu Hạo Thiên, mà người còn lại chính là Tiêu Hàn. Nhị ca, từ nay về sau, ngươi chính là gia chủ của Tiêu gia. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Nụ cười của hắn trong mắt mọi người lại giống như nụ cười của tử thần. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, hắn cũng không ngờ người được gọi là phế vật của Tiêu gia, lúc này lại nắm giữ sinh tử của cường giả chiến tôn cảnh. Đến, nhị ca, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là thống lĩnh Ngự Lâm quân, Tề Thịnh tướng quân, các ngươi về sau phải lui tới nhiều hơn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đệ tử Tiêu gia nghe thế liền biến sắc, thống lĩnh Ngự Lâm quân. Đây là một trong những người nắm thực quyền lớn nhất của Đại Yên Vương Triều A. Tề Thịnh gặp qua Tiêu gia chủ. Tề Thịnh làm sao không biết, Tiêu Phàm đang để mình trấn nhiếp toàn bộ đệ tử Tiêu gia, coi như Tiêu Hàn bây giờ chỉ là cảnh giới chiến sư sơ kỳ cũng có thể yên ổn ngồi vào vị trí gia chủ Tiêu gia. Đây chính là nhân tính, ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ khi có đầy đủ thực lực thì mới có thể cùng người khác nói chuyện bái kiến gia chủ. Những tên trưởng lão khác của Tiêu gia thấy thế liền nhao nhao quỳ một chân trên đất,
nếu bọn hắn còn chưa biết tình thế thì cũng không leo lên được chức vị trưởng lão này. Bái kiến gia chủ. Ngay cả trưởng lão cũng quá quỳ xuống, đệ tử Tiêu gia còn có ai dám phản kháng. Huống chi, nơi này trừ Tiêu Phàm gia cũng chỉ có Tiêu Hàn là dòng chính Tiêu gia. Trên mặt Tiêu Hàn cười khổ, cái vị trí gia chủ này không thể không nhận rồi, hắn hít sâu một hơi nói, mọi người đều đứng lên đi, dọn dẹp chỗ này một chút, đem thi thể những đệ tử kia đi hậu táng hết đi. Vâng, gia chủ. Đám người Tiêu gia nhao nhao lên bắt đầu làm việc. Tề Thịnh tướng quân, Tiêu Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Tiêu Hàn nhìn về phía Tề Thịnh nói. Tề Thịnh vội vàng chắp tay, có Tiêu Phàm lãnh đạo trực tiếp đứng ở chỗ này, hắn nào dám làm càn, nếu là bình thường thì những tên gia chủ nhỏ bé này còn chưa lọt được vào mắt hắn đâu. Nhị ca, ta đi gặp đại trưởng lão một chút, sau đó sẽ đến tìm ngươi, ngươi an bài bọn Tề Thịnh tướng quân nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Phàm vỗ vai Tiêu Hàn. Yên tâm đi tam đệ. Tiêu Hàn gật đầu. Lão nhị, Tiểu Kim, các ngươi cứ dạo chơi xung quanh, một chút nữa ta sẽ đến. Tiêu Phàm lưu lại một câu liền tiến về phương hướng chiến kỹ các. Đại trưởng lão đang nhàn nhã ngồi trước cửa đọc sách, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảnh gió tanh mưa máu bên ngoài, khi thấy Tiêu Phàm đến thì hắn mới hạ quyển sách trong tay xuống. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nhìn đại trưởng lão, trong lòng hơi kinh hãi. Lấy thực lực hắn hiện tại vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của đại trưởng lão, chẳng lẽ đại trưởng lão là chiến tông cảnh, hoặc là chiến vương cảnh. Gặp qua đại trưởng lão, đa tạ đại trưởng lão lần trước cứu mạng. Tiêu Phàm không dám khinh thường, hơi hơi khom người nói. Hiện tại đã hả giận rồi. Đại trưởng lão giống như cười mà không cười nhìn Tiêu Phàm, điều này khiến Tiêu Phàm có chút run rẩy. Hắn ở trước mặt đại trưởng lão hoàn toàn không giấu được gì. Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, đại trưởng lão vừa cười nói, tu sĩ chúng ta tự nhiên khoái ý ân cừu, việc này tuy ngươi chưa làm đến mức tốt nhất nhưng cũng xem như là một cái kết cục hoàn mỹ rồi. Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng vị đại trưởng lão này muốn trách cứ hắn một phen, nhưng không ngờ đại trưởng lão lại khích lệ hắn, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Ngươi thành công tu luyện vô tận chiến điển, thần sắc đại trưởng lão hơi nghiêm một chút. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, chẳng lẽ đại trưởng lão biết lai lịch của vô tận chiến điển? Hắn cố làm mình bình tĩnh lại, gật đầu nói, đúng. Thả chiến hồn của ngươi ra. Trong mắt đại trưởng lão lóe qua một sợi tinh quang. Tiêu Phàm hơi chần chờ một chút vẫn phóng thích u linh chiến hồn ra, phát ra một cỗ khí tức u xâm quỷ dị. Đại trưởng lão cau mày một cái. Tay phải xoa cằm cả nửa ngày mới ra hiệu cho hắn thu hồi chiến hồn, lúc này mới nói, chiến hồn của ngươi mạnh hơn mấy tháng trước, cũng không quá giống chiến hồn hệ hắc ám, có lẽ nhờ vào chiến hồn này nên ngươi mới có thể tu luyện vô tận chiến điển thành công. Xem ra đại trưởng lão cũng không biết lai lịch của vô tận chiến điển. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, lập tức hỏi lại đại trưởng lão, vô tận chiến điển này có gì đặc biệt sao? Điểm đặc biệt đúng là có. Phàm là người tu luyện vô tận chiến điển toàn bộ đều trở nên điên điên khùng khùng. Đại trưởng lão suy tư nói. Ách, Tiêu Phàm giật mình, trong lúc nhất không biết nói gì, hắn chỉ có thể âm thầm may mắn mình đã tu luyện thành công, trong lòng nghĩ thầm, có thể tu luyện vô tận chiến điển hẳn không phải bởi vì u linh chiến hồn, mà bởi vì ngộ tính của ta, người khác trầm luân trong chiến kỹ, nhưng ta lại chỉ cần ngộ một lần, chắc nhờ thế mới không bị điên a. Ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn lựa chọn tu luyện. Bộ dáng đại trưởng lão như mọi chuyện đều không liên quan đến ta, sau đó khoát tay một cái nói tốt, ngươi trưởng thành vượt qua cả mong đợi của ta, mấy tháng đột phá đến chiến tông cảnh, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, mấy tháng đột phá chiến tông cảnh vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể chấp nhận. Quá hư cấu a. Nhưng bề ngoài Tiêu Phàm vẫn tỏ ra khiêm tốn. Hắn luôn cảm giác vị đại trưởng lão này cực kỳ bất phàm, khom người nói, vâng, đại trưởng lão. Xem ra ngươi không phục, đại trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Tiêu Phàm, cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời đại trưởng lão nói, trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại phong thái Diệp Lâm Phong, hắn hít sâu một hơi nói, so với những thiên tài chân chính thì ta cũng không tính là gì. Diệp Lâm Phong cũng chừng 20 tuổi đã là cường giả chiến hoàng.
nếu so với hắn thì mình trong vòng một năm đột phá chiến tông cảnh cũng không có gì quá đặc biệt. Năm đó Diệp Lâm Phong chắc chắn cũng như thế, dù sao thì càng về sau thì đột phá càng thêm gian nan, có lẽ hắn từ chiến linh đột phá đến chiến tông cũng dùng thời gian không đến một năm. Nhưng từ chiến tông đột phá đến chiến hoàng, có khả năng phải tốn 10 năm, thậm chí cả 20 năm. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu, nói ra, ngạo mà không cuồng, kiêu mà không bạo, đây chính là tâm tính của cường giả, ta gọi ngươi đến cũng không phải muốn đả kích ngươi, mà là nói một chút sự tình liên quan đến phụ thân ngươi. Phụ thân, Tiêu Phàm nhíu mày lại, từ phụ thân này đối với hắn trong cả hai kiếp đều rất lạ lẫm, nhưng phụ thân Tiêu Trường Phong của hắn không phải đã chết rồi sao? Ta có thể khẳng định với ngươi, phụ thân ngươi vẫn chưa chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia quang mang lăng lệ. Nếu hắn không chết, vì sao không trở về Tiêu gia? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, cảm xúc có chút kích động, hắn biết đây chính là một sợi chấp niệm cuối cùng của chủ nhân thân thể này. Bị người khi dễ suốt 9 năm, bị gọi là cầu tạp chủng, có cha mẹ sinh, không có cha mẹ nuôi, trong lòng Tiêu Phàm có một chút oán hận với cha mẹ hắn. Đại trưởng lão thán một hơi, không nên trách phụ thân ngươi, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải vì cứu ngươi thì hắn làm sao lại rơi vào trong tay người khác. Vì cứu ta, Tiêu Phàm khẽ run lên, chẳng biết tại sao oán hận trong lòng tiêu tán không ít. Không sai. Đại trưởng lão gật đầu, tựa như lâm vào hồi ức xa xôi, hồi lâu mới nói, đáng tiếc, hắn yêu một người không nên yêu, không, nói đúng hơn thì mẹ ngươi không nên sinh trong một cái gia tộc như thế. Bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm nắm chặt tay, một cỗ lệ khí bộc phát ra, sát khí ẩn hiện. Thực lực ngươi quá thấp, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi an bài ta ở lại Tiêu gia, một phương diện là vì bảo hộ Tiêu gia, một phương diện khác là vì bảo hộ ngươi, nhưng nếu Tiêu gia và ngươi chưa đến lúc đối mặt với cái chết thì ta cũng không để ý. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, trong lòng giận mắng không thôi, lão tử tại Yến Thành kém chút đi bán muối, ngươi tại sao không bảo vệ ta? Chắc ngươi đang trách ta tại sao lúc ở Yến Thành không cứu ngươi đi. Đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Tiêu Phàm, cười cười nói, hiện tại không phải ngươi vẫn còn sống sao? Ta mà bị giết thì ngươi cũng không cứu kịp. Tiêu Phàm căm tức nhìn đại trưởng lão, lúc ấy hắn nếu không có Diệp Lâm Trần thì hắn mém chút chầu ông bà rồi. Lúc này ngươi vẫn sống tốt. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, huống chi, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ta cũng có thể cứu sống ngươi. Khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, mình bị đánh như cái rẻ rách cũng không có việc gì, bất quá, Tiêu Phàm cũng phải lau mắt đánh giá lại đại trưởng lão. Lời của hắn khi nãy rất cuồng, chỉ cần còn một hơi liền có thể cứu sống. Hơn nữa còn dám từ trên tay chiến vương cứu người, vậy thực lực lão há không phải ít nhất là chiến vương. Tiêu gia từ lúc nào lại có một tên cao thủ như thế? Không đúng. Lão quỷ này không phải người của Tiêu gia. Khó trách hắn mặc kệ sống chết của Tiêu gia. Nói thật, ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau, tâm trí đều rất kiên quyết, điều này cũng cho ta một chút hy vọng. Thần sắc đại trưởng lão nghiêm một chút, phụ thân ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta từ trước đến giờ. Đệ tử, Tiêu Trường Phong là đồ đệ ngươi. Hắn đối với lời nói của đại trưởng lão có chút không ưa. Hơn nữa trong lòng hắn cũng chưa chân chính công nhận người phụ thân này nên gọi thẳng tên Húy gia. Cái này có gì kỳ quái? Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư công. Nếu như ngươi chỉ nói cho ta biết những điều này thì ta đã rõ rồi, thù của Tiêu Trường Phong, ta sẽ thay hắn báo, cho dù liều cả cái mạng này cũng nhất định phải cứu hắn ra. Tiêu Phàm trợn mắt một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đại trưởng lão vội vàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi bất thường, ngữ khí không phải tốt lắm. Đại trưởng lão lật tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp màu đen, Tiêu Phàm ngoài ý muốn một chút, lão gia hỏa này còn có hồn giới, rốt cục lão có lai lịch như thế nào? Đây là thứ phụ thân ngươi để lại, hiện tại giao cho ngươi. Đại trưởng lão cẩn thận đem chiếc hộp đưa tới cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày tiếp nhận. Hiếu kỳ nhìn đại trưởng lão nói, ngươi có thực lực như thế, vì sao không thay đồ đệ báo thù? Nghe Tiêu Phàm nói, thần sắc đại trưởng lão ảm đạm, có chút mê mang, hồi lâu mới nói, ta cũng từng thử qua, nhưng không thể cứu phụ thân ngươi ra,
hơn nữa mém chút bồi cả mạng vào đó, chiến hồn cũng vĩnh viễn bị thương. Chiến hồn bị thương, thần sắc Tiêu Phàm chấn động, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cũng biến thành kính sợ, hít sâu một hơi nói, lão đầu tử, ngươi thả chiến hồn của ngươi ra, có lẽ ta có thể chữa trị một chút. Ngươi, đại trưởng lão lơ đễnh nhìn Tiêu Phàm. Không sai, ta dù sao cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật đầu, cực kỳ chân thành nói. Luyện dược sư, hai mắt đại trưởng lão khẽ híp một cái, trong lòng có một tia hy vọng, lập tức vẫn đem chiến hồn phóng xuất. Khi cảm nhận khí tức bàng bạc chiến hồn của đại trưởng lão, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, chỉ thấy sau lưng đại trưởng lão xuất hiện một đầu bạch sắc cự hổ nhe răng nhếch miệng, trên người bạch hổ tản mát ra một cỗ hàn ý khiếp người. Bát phẩm chiến hồn, cửu u bạch hổ. Tiêu Phàm kinh hô, thần sắc nhìn về phía đại trưởng lão rốt cục biến hóa, lão đầu tử này lại nắm giữ bát phẩm chiến hồn, vây hắn lúc đỉnh phong há không phải là cường giả chiến đế cảnh. Nếu để cho đám người Tiêu gia biết trong gia tộc mình có một cường giả chiến đế cảnh đang thụ thương thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Khi Tiêu Phàm dò xét đầu cửu u bạch hổ kia thì phát hiện khí tức trên người nó vô cùng bất ổn, bộ dáng như bị bệnh, tùy thời đều có thể tiêu tán. Trong nháy mắt, cửu u bạch hổ biến mất, Tiêu Phàm nâng cằm suy tư. Thế nào, đại trưởng lão hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, hắn đã từng nghĩ tới tìm luyện dược sư để chữa trị chiến hồn, nhưng lại sợ bại lộ thân phận nên nhiều năm qua hắn đều ẩn thân ở chỗ này. Hiện tại ta làm không được. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng trầm ngâm nói, bạch thạch mặc dù có thể chữa trị chiến hồn, nhưng thực lực ta quá thấp. Chiến hồn ngũ phẩm trở xuống thì không sao nhưng lục phẩm trở lên lại phải cần hồn lực rất lớn. Hơn nữa, ai biết lời nói lão đầu này là thật hay giả, bí mật bạch thạch lại vô cùng quan trọng, nhất định không thể bại lộ. Mặc dù không cần bạch thạch, cũng có phương pháp chữa trị khác, nhưng bổ hồn đan là cửu phẩm đan dược, thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cảm thán một hơi, sắc mặt đại trưởng lão cũng ảm đạm đi mấy phần. Khoát tay một cái nói, ta đã quen rồi, người bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi cường đại lên thì có thể đế giúp ta. Tiêu Phàm muốn an ủi lão đầu này một chút, ngược lại lão đầu lại an ủi hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút khâm phục. Nếu đổi lại là một người khác, bản thân đường đường là chiến đế, chiến hồn bị thương, tu vi hạ xuống, làm sao còn có thái độ tốt như thế? Lão đầu tử, ta mặc dù hiện tại không làm được, bất quá ta nghĩ đến một phương pháp. Sau này có thể thực hiện. Tiêu Phàm cảm thấy vẫn nên cho lão một tia hy vọng. Phương pháp gì? Đại trưởng lão nắm lấy cổ áo Tiêu Phàm, kích động hỏi. Đại trưởng lão cũng cảm giác mình có chút thất thố, vội vàng buông cổ áo Tiêu Phàm ra, xấu hổ cười một tiếng. Trong lòng Tiêu Phàm phì một tiếng, ta còn vừa mới khen lão đầu tử ngươi tân tính tốt, thoáng cái đã trở mặt như thế. Bổ hồn đan. Tiêu Phàm hồi lâu mới nói ra mấy chữ. Bổ hồn đan, thật có loại đan dược này. Thần sắc đại trưởng lão chấn động, tâm nguyện mười mấy năm qua của hắn chính là khôi phục lại chiến hồn. Nhưng loại đan dược này rất khó có được. Tiêu Phàm cảm thấy không nên tiếp tục kích thích lão đầu tử nữa, để tránh hắn lại lên cơn đau tim. Dù sao bổ hồn đan chính là cửu phẩm đan dược, gần như là vô giá, muốn có được phải thập phần khó khăn. Thậm chí giá trị còn có thể đắt hơn cả bạch thạch trong người hắn nữa. Trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, đường đường là chiến đế vậy mà chưa từng nghe qua bổ hồn đan, xem ra tu la truyền thừa thật đúng là không phải phàm vật, không thể nói thế gian vạn vật nó đều có, nhưng ít nhất cũng có đến 8-9 phần A. Đại trưởng lão thán một hơi, hắn làm sao không biết đan dược khó cầu, ít nhất cũng phải thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra đan dược. Lão đầu tử, người cũng không cần chán trường như vậy, có lẽ có một ngày ta vô tình luyện chế ra được đấy. Tiêu Phàm cười cười. Thôi. Đại trưởng lão khoát tay, phất tay, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện không ít linh dược, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Đại trưởng lão nói, người đã là luyện dược sư, những linh thảo này ta giữ cũng lãng phí, người mang đi hết đi. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Lấy kiến thức hắn hiện tại chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra, những linh thảo này đại bộ phận đều là ngũ phẩm trở lên, thậm chí ngay cả lục phẩm vương dược đều có 7 cây, hơn nữa còn có 2 cây thất phẩm hoàng dược. Bất quá, đại bộ phận tâm thần Tiêu Phàm lại là rơi vào một gốc linh dược toàn thân màu xanh, không thể tin được nhìn đại trưởng lão, lão đầu tử, đây chính là bát phẩm thiên tinh lam,
đều lấy đi. Đại trưởng lão hơi không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Tiêu Phàm biết rõ tâm trạng của đại trưởng lão, xem ra hắn lại muốn ngẩn người nữa rồi. Còn có, ta tên Mạc Thiên Nhai, đừng có không biết lớn nhỏ. Khi Tiêu Phàm quay người, đại trưởng lão lại nói ra một câu. Mạc lão, tiểu tử cáo lui. Tiêu Phàm đắc ý rời đi, chuyến này quả là không có uổng phí, vậy mà được 30-40 loại linh thảo. Trên đường, hắn có chút hiếu kỳ đồ vật Tiêu Trường Phong lưu lại là, không đợi hắn tới kịp mở hộp ra, âm thanh Tiêu Hàn bỗng truyền đến. Tam đệ, đại trưởng lão không có làm khó ngươi chứ? Tiêu Hàn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, lập tức cau mày một cái, nhị ca, thân thể ngươi không ổn sao? Nhìn thấy hai đầu lông mày Tiêu Hàn có chút tối đen, khí huyết thâm hụt rất nghiêm trọng, đây là dấu hiệu lâm trọng bệnh, nếu như không được chữa trị kịp thời, đứng nói là đột phá, cho dù muốn sống cũng rất khó khăn. Khụ khụ, ta không sao. Tiêu Hàn lắc đầu, không muốn để cho Tiêu Phàm lo lắng. Đến đây, ta xem một chút, dù sao ta cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm cười nói, nhưng trong lòng hắn trầm ngâm, bạch thạch có thể làm cho hồn thú biến dị, không biết có thể làm cho chiến hồn biến dị hay không, nếu như có thể, dứt khoát thừa dịp xem bệnh cho nhị ca, làm tăng phẩm cấp của chiến hồn hắn lên một chút. Tốt, vậy làm phiền tam đệ rồi. Tiêu Hàn lần này không có cự tuyệt, nhưng hắn lại phát hiện Tiêu Phàm lúc này và Tiêu Phàm lúc trước cứ như hai người khác nhau. Đi tới gian phòng, Tiêu Phàm nói ra, quá trình này cần ngươi cực lực phối hợp, nên tốt nhất là để ngươi hôn mê. Tiêu Phàm cũng không muốn bí mật bạch thạch này bị người khác phát hiện, nếu như làm theo lúc bình thường thì Tiêu Hàn nhất định sẽ phát hiện ra điểm dị thường, một khi chiến hồn Tiêu Hàn biến dị, bí mật trên người mình sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Nếu như hôn mê thì việc chiến hồn của Tiêu Hàn có biến dị đi nữa thì hắn sẽ có cớ để nói. Tới đi. Tiêu Hàn đối với Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm phát ra từ nội tâm, huống chi, cho dù Tiêu Phàm muốn hại hắn thì hà tất phải tốn nhiều công phu như thế. Tiêu Phàm gật đầu, một chưởng đánh choáng Tiêu Hàn, sau đó đem hắn đặt lên giường, tay phải nắm chặt mạch đập Tiêu Hàn, tâm thần dẫn động bạch thạch trong cơ thể. Từng tia năng lượng màu trắng như sợi tơ từ bạch thạch thẩm thấu ra, sau đó chậm rãi hướng về bên trong kinh mạch Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cẩn thận khống chế hồn lực, trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm, hắn cũng không dám khẳng định hoàn toàn bạch thạch có thể làm cho chiến hồn biến dị, tất cả đều do hắn phỏng đoán thôi. Theo hồn lực rót vào, Tiêu Phàm cảm nhận được chiến hồn trong đan điền Tiêu Hàn, đó là một chuôi trường đao màu trắng, chính là tam phẩm chiến hồn, phách không đao. Nếu như không có gì bất ngờ thì Tiêu Hàn cả đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới chiến sư. Trên phách không đao có một khe nứt, từng khe nứt nhỏ từ nơi đó lan ra, dày đặc như mạng nhện, tùy thời đều có thể vỡ nát. Thân thể nhị ca đúng là vô cùng kém. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, càng thêm cẩn thận. Một khi thất bại, cũng không phải chiến hồn có thể biến dị hay không mà Tiêu Hàn có đi bán muối hay không mới là ẩn số. Trước hết hắn muốn chữa khỏi thương thế trên người Tiêu Hàn, sự tình chiến hồn biến dị có thể để sau. Bất quá, bạch thạch không làm hắn thất vọng, từng đợt năng lượng như sợi tơ tiến vào làm sắc mặt Tiêu Hàn đang trắng bệch từ từ trở nên hồng nhuận. Sau nửa chén trà nhỏ, lúc này Tiêu Phàm mới buông lỏng một hơi, thương thế Tiêu Hàn xem như đã giải quyết triệt để. Tiếp theo là chiến hồn, hy vọng có thể thành công. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, toàn tâm chú ý vào chiến hồn của Tiêu Hàn, hắn thao túng một sợi năng lượng tiến vào bên trong phách không đao. Vào lúc sợi tơ năng lượng chạm vào chiến hồn, bạch mang phách không đao đột nhiên đại thịnh, mãnh liệt rung rung. Mấy vết nứt trên phách không đao dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó đang khép lại, chỉ trong vòng mười mấy giây liền đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Quả nhiên có thể chữa trị chiến hồn, có lẽ về sau không cần bổ hồn đan cũng có thể thay Mạc lão đầu chữa trị chiến hồn, nhưng năng lượng của bạch thạch tiêu hao cực lớn, cũng may vừa rồi không có mạo hiểm. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nếu để cho người khác biết Tiêu Phàm có năng lực chữa trị chiến hồn thì nhất định sẽ bị làm cho chấn kinh, đương nhiên, đến lúc đó Tiêu Phàm cũng làm cho các đại thế lực đỏ mắt, điều này đối với hắn cũng không phải việc tốt. A, Tiêu Phàm hô lên một tiếng. Hắn kinh ngạc phát hiện phách không đao đã biến hóa, đao thể biến lớn không nói, lưỡi đao càng thêm sắc bén, hoàn toàn không cùng một cấp với lúc trước. Chiến hồn cũng có thể biến dị, Tiêu Phàm cố gắng bình tĩnh lại. Sau nửa ngày,
động tác của hắn mới dừng lại, hài lòng cảm thụ trường đao màu trắng trong đan điền Tiêu Hàn, lục phẩm chiến hồn, đoạn không đao, đúng là một việc hao tốn thể lực a. À. Chiến hồn biến dị làm hồn lực tiêu hao cực lớn, quang mang bạch thạch ảm đạm không ít, Tiêu Phàm suy tính năng lượng còn lại của bạch thạch có thể làm chiến hồn của ba người trở thành chiến hồn lục phẩm. Nhưng Tiêu Phàm vẫn nghĩ không ra, theo lý thuyết lấy thực lực hiện tại của mình thì không thể nào làm tiểu kim biến thành cửu phẩm hoàng kim thánh sư mới đúng. Chẳng lẽ ở bên cạnh mình trong thời gian dài cũng có thể làm xuất hiện biến dị? Tiêu Phàm tự luyến thầm nghĩ, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống chờ Tiêu Hàn tỉnh lại. Hôm sau, Tiêu Phàm mang theo Ngự Lâm Quân rời đi. Thật là uy phong, tứ phẩm hồn thú, truy phong lang vậy mà chỉ là tọa kỵ. Nếu như có một ngày ta có truy phong lang làm tọa kỵ thì tốt rồi. Ngươi có thể so với U Vương sao? Nhất tự Tĩnh Kiên Vương, Đại Yên Vương triều ta chỉ có một người, xem về sau ai còn dám khi phụ Tiêu Thành ta. Tiểu lang, về sau ngươi phải lấy U Vương làm gương, nhớ chưa? Vương lão đầu, ngươi làm sao trở mặt nhanh như thế, trước kia ngươi giáo dục tôn tử của ngươi cũng không phải nói thế, mà là nói tiểu lang. Về sau nhất định không được giống như tên phế vật Tiêu Phàm kia. Cửa thành, rất nhiều bách tính nhìn Tiêu Phàm đi xa, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, đệ tử Tiêu gia tự hào vô cùng. Tiêu Hàn đang đứng chắp tay phía trên tường thành, ánh mắt nhìn về thân ảnh mơ hồ nơi xa, trong lòng thầm nghĩ, tam đệ, ta sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi là sự kiêu ngạo của Tiêu gia ta. Tiêu Hàn biết, chiến hồn của mình có thể biến dị là nhờ Tiêu Phàm. Hơn nữa khẳng định bỏ ra giá thật lớn, mặc dù Tiêu Phàm thể thốt phủ nhận nhưng trong lòng Tiêu Hàn lại rất rõ ràng. Xế chiều hôm đó, nhóm người Tiêu Phàm trở lại Yến Thành, sau khi tạm biệt các tướng lĩnh Ngự Lâm Quân thì Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, Tiểu Kim trở về Thần Phong Học Viện. Mẹ nó, cái đám người Kiếm Vương triều đúng là phách lối, đánh bại Khúc Lân thì thôi, lại còn dám khiêu thế hệ trẻ tuổi một đời của Đại Yên Vương triều ta, thật sự cho rằng Đại Yên Vương triều ta không có người sao. Bọn hắn quả thật có vốn liếng để phách lối a, đám thất giả kia từng người đều là kiếm tu, người không biết, người Khúc Lân đối chiến chỉ là cao thủ xếp hạng tư của đối phương thôi, hình như gọi là cái gì tứ giả, phía trước còn có ba tên mạnh hơn đấy. Nhị vương tử không phải vẫn chưa xuất thủ sao? Nhị vương tử còn mạnh hơn cả Khúc Lân, không lẽ không giành được chiến thắng trở về? Nhị vương tử đúng là mạnh, nhưng bọn chúng lại có 7 người, chúng còn nói sau 3 ngày. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, nếu Đại Yên Vương triều ta có người liền có thể xuất thủ, sinh tử bất luận. Ba người Tiêu Phàm vừa vào thành liền nghe được mấy người bàn tán, cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy, dám đến Đại Yên Vương triều làm việc phách lối như thế, ai cũng không nhịn được. Lão Tam, có phải 7 người kia không? Bàn Tử rất nhanh liền nghĩ đến 7 đạo thân ảnh, hình như bọn chúng cũng có 7 người. Kiếm Vương triều trừ 7 người bọn hắn thì còn có thể là ai? Xem ra lần trước chúng không cùng chúng ta liều mạng là vì còn có nhiệm vụ ở Đại Yên. Tiêu Phàm gật đầu, đi thôi, trước tiên về Thần Phong Học Viện đã. Trên đường, có không ít tu sĩ chào hỏi cùng Tiêu Phàm, hắn gật đầu ra hiệu, bây giờ được phong làm U Vương, ánh mắt người khác nhìn hắn đều thay đổi. Bất quá, Tiêu Phàm lại không đem thân phận này để ở trong lòng, tại Đại Yên, hai chữ U Vương có lẽ còn hữu dụng, nhưng ra khỏi Đại Yên thì sao? Muốn cướp tiểu ma nữ ra, hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, bằng không ngay cả cơ hội nhìn tiểu ma nữ một cái cũng không có. Hai tên tiểu tử các ngươi rốt cục trở về, hai đêm vừa rồi có phải ra ngoài ăn chơi đàn điếm hay không? Tốt xấu cũng phải nể mặt lão sư ta chứ. Vừa mới trở lại Thần Phong Học Viện, âm thanh Quách Sĩ Thần liền vang lên. Quách lão quỷ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Bàn Tử không muốn mình bị xoay vòng vòng nữa. Quách Sĩ Thần đoán chừng lại đang có ý đồ gì đây. Lần sau đi Hoa Lâu mang theo ta là được. Quách Sĩ Thần hết sức nghiêm túc nói. Phốc, Tiêu Phàm vừa mới uống một hụm nước, chưa kịp nuốt đều đã phun phù phù ra ngoài, lão gia hỏa này thật là hết chỗ nói rồi. Quách Sĩ Thần nếu sinh ở địa cầu kiếp trước nhất định là một nhân vật thời thượng rồi. Chỉ là việc này, yên tâm, lần sau nhất định mang người theo, Quách lão quỷ. Ta phát hiện càng xem ngươi càng thuận mắt. Bàn Tử vỗ vỗ vai Quách Sĩ Thần, ta tà cười nói. Khụ khụ. Quách lão quỷ vội ho một tiếng, thần sắc nghiêm lại, nói, được rồi, ta đã thay các ngươi tiếp nhận một cuộc làm ăn. Làm ăn gì?
Tiêu Phàm và Bàn Tử thầm hô không ổn, lão gia hỏa này mà tính kế thì nhất định không phải là việc tốt. Cái này a, là liên quan tới Chiến Vương Học Viện. Quách Sĩ Thần cười cười, nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói đến thất giả của Kiếm Vương Triều. Cái này mắc mớ gì đến Chiến Vương Học Viện? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Là như thế này, các ngươi còn chưa biết nguồn gốc của Chiến Vương Học Viện. Quách Sĩ Thần ngừng lại, giải thích nói, 300 năm trước, trong lúc Đại Yên Vương Triều cường thịnh, nhân tài đông đúc, năm đó Chiến Vương Học Viện cũng không gọi Chiến Vương Học Viện, mà gọi là Đại Yên Học Viện. Tiêu Phàm và Bàn Tử lẳng lặng nghe, rốt cục biết chuyện đã xảy ra. Mấy trăm năm trước, Đại Yên Vương Triều phồn vinh đạt đến đỉnh phong, nhân tài Đại Yên Học Viện cũng đông đúc, vào thời đó, cách mỗi 10 năm bên trong các vương triều lớn đều sẽ tổ chức học viện tranh tài, học viện quán quân sẽ được bảng hiệu Chiến Vương Học Viện. Rất hiển nhiên, mấy chữ Chiến Vương Học Viện này cũng không phải tùy ý lấy, bởi vì, bên trong mười mấy vương triều lớn thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều quản hạt, cũng chỉ có một tòa Chiến Vương Học Viện duy nhất. Từ khi 300 năm trước, Đại Yên Học Viện lần thứ nhất được danh hiệu Chiến Vương Học Viện này thì liên tục 10 lần thi đấu sau đó, quán quân đều bị Đại Yên Học Viện chiếm giữ. Khoảng 200 năm trước, Đại Yên Học Viện chính thức thay tên thành Chiến Vương Học Viện, trong thời đó, mấy đại vương triều đã phải qua một niên đại đầy chiến loạn, thi đấu học viện cũng bị hủy từ đó. Theo thời gian đưa đẩy, Chiến Vương Học Viện cũng biến thành một cái tên đặc biệt tại Đại Yên Vương Triều, thế nhưng không ai ngờ, mấy năm trước, mấy đại vương triều lại muốn tổ chức lại học viện thi đấu, tranh đoạt danh hiệu Chiến Vương Học Viện. Một chiêu này làm cho Chiến Vương Học Viện trở tay không kịp, bọn hắn tự nhiên không cam tâm đem Chiến Vương Học Viện chắp tay nhường cho người khác, nhưng mặt khác bọn hắn cũng không đủ sức để đi tranh với mấy học viện khác. Dù sao, Đại Yên hiện tại cũng không thể nào bằng Đại Yên mấy trăm năm trước. Theo lời ngươi, vậy Kiếm Vương Triều muốn cố ý đoạt lại vinh quang Chiến Vương Học Viện. Chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao? Bàn Tử bĩu môi, lơ đễnh nói. Có vài thứ đáng dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. Cách nhìn của Tiêu Phàm lại không giống, năm đó Đại Yên Học Viện vì để tranh đoạt bốn chữ Chiến Vương Học Viện này, khẳng định cũng phải trả giá không nhỏ, hiện tại làm sao có thể chắp tay đưa cho người khác. Khi một thứ đã dùng sinh mệnh để đổi lấy thì nó không chỉ còn đơn giản là một đồ vật, mà đó là một loại vinh quang. Được được, dù sao ta cũng không thể nào hiểu nổi. Bàn Tử lắc lắc đầu nói. Nói đi, Quách lão quỷ, ngươi được Chiến Vương Học Viện cho chỗ tốt gì? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Quách Sĩ Thần, hắn làm sao không biết Chiến Vương Học Viện không còn ai nên mới tìm đến Thần Phong Học Viện trợ giúp. Khụ khụ, cũng không có gì. Chỉ là quyền kinh doanh 10 năm của một con đường trong Yến Thành. Quách Sĩ Thần cười ha hả nói. Á đủ, quyền kinh doanh một con đường trong 10 năm. Là muốn đi nhặt tiền sao? Bàn Tử kêu lên sợ hãi, quyền kinh doanh một con đường trong 10 năm tại Yến Thành không phải là việc đùa, cho dù chỉ thu tiền thuê thì cũng đã đến mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch a. Cho nên mới nói cuộc làm ăn này rất có lời. Quách Sĩ Thần nhếch miệng cười một tiếng. Bộ dạng dương dương đắc ý. Đối với ngươi thì rất có lời, bất nhưng đối với chúng ta thì đây chính là đi liều mạng. Tiêu Phàm cũng không gấp, nhấp một hớp trà, cười tủm tỉm nhìn Quách Sĩ Thần. Không sai, ngươi để cho ta và lão nhị dùng mệnh đi đổi, nói thế nào cũng phải cho chúng ta một chút lợi ích chứ. Bàn Tử cười tà cười một tiếng, hai ngón tay phải ma sát, con mắt lóe ra quang mang hồn thạch. Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn Bàn Tử. Tên mập này đi theo Quách lão quỷ một hồi thì trong mắt cũng chỉ có tiền. Các ngươi dù sao cũng là học viên Thần Phong Học Viện A, làm dạng danh học viện đó là chuyện đương nhiên. Thần sắc Quách Sĩ Thần cứng đờ, hắn cũng quên Tiêu Phàm và Bàn Tử cũng rất khó chơi, chỉ kém hơn tiểu ma nữ một chút. Ta quyết định rời khỏi Thần Phong Học Viện. Bàn Tử đại nghĩa lẫm nhiên, khó chịu nhìn Quách Sĩ Thần nói, ta nói Quách lão quỷ này, ngươi thật đúng là không xem chúng ta là người. Chúng ta gia nhập Thần Phong Học Viện lâu như vậy, trừ là công cụ kiếm tiền ngươi thì chúng ta còn được chỗ tốt gì? Lời Bàn Tử mặc dù nghiêm trọng, nhưng rất có đạo lý. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm tiểu tử, ngươi dám nói ngươi không lấy được chỗ tốt gì? Ánh mắt Quách Sĩ Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, chẳng lẽ Quách lão quỷ biết mình lấy được vô tận chiến hồn? Không nên a,
sự tình kia chỉ có mình biết mới đúng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, bản thân vẫn quá khinh thường Quách Sĩ Thần, lão gia hỏa này nhìn qua bộ dáng bất cần đời, nhưng cái gì đều chạy không khỏi hỏa nhãn kim tinh của hắn. Được, chỉ cần là việc ta có thể làm thì ta sẽ làm, lần trước ngươi nói, nếu chúng ta đoạt được 5 hạng đầu của Yến Thành Thu Liệp thì sẽ cho chúng ta tiến vào nội viện. Tiêu Phàm nhường một bước. Ngó à, Quách lão quỷ, người thiên vị cho lão tam. Bàn tử thấy thế liền sạm mặt lại, cả người lăn đùng ra ăn vạ. Được rồi, được rồi. Quách Sĩ Thần chơi không lại hai người, đành phải thỏa hiệp, mỗi người 2 viên hồn tinh ngũ giai, một bộ ngũ phẩm chiến kỹ, sau đó lại tiến vào nội viện tu luyện một ngày, được rồi chứ. Tiêu Phàm và bàn tử nhìn nhau, trên mặt lập tức cười như hoa. Quách Sĩ Thần đau lòng xuất ra 4 viên hồn tinh ngũ giai với 2 bộ ngũ phẩm chiến kỹ, hắn ngược lại không có để ở trong lòng, bởi vì ngũ giai hồn tinh chính là hồn thạch, mà chiến kỹ lại không phải. Nhất kiếm tuyệt trần, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi chiến kỹ, hắn hiện tại đang dùng kiếm, kiếm quyết nhất kiếm tuyệt trần này đúng là tới đúng lúc. Ta cũng không sai, ngũ phẩm chiến kỹ, man quyền. Bàn tử cười nham nhở trông rất đáng ghét. Đi. Đi vào nội viện tu luyện lại nói. Tiêu Phàm đứng dậy trực tiếp đi vào nội viện, bàn tử hấp tấp chạy theo. 2 tên quỷ hút máu. Quách Sĩ Thần giận mắng, 4 viên hồn tinh ngũ giai cứ như thế bốc hơi, trong lòng hắn lúc này đang rỉ máu. Tiêu Phàm, bàn tử mang theo Tiểu Kim lần nữa đi đến cổng vòm hướng vào nội viện. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn là lần này không xuất hiện huyễn cảnh, xem ra nơi này đã được bố trí cấm chế. Không được sự đồng ý của Quách Sĩ Thần thì không thể tiến vào. Có lẽ bởi vì cấm chế này nên Quách lão quỷ mới biết mình chiếm được chỗ tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. 3 người Tiêu Phàm liền xuyên qua thông đạo, lập tức một cỗ mùi thơm ập vào mặt, 2 người một thú trong nháy mắt ngây ngốc. Trước mặt là một mảnh màu xanh biếc, chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, thiên địa linh khí nồng đậm, hít một hơi thôi cũng làm lỗ chân lông toàn thân nở ra, thư thái cực kỳ. Không gian nơi này so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều, cũng không giống một nơi chật hẹp khi nhìn từ bên ngoài. Nếu không tiến vào thì ai cũng không biết, nơi đây lại có một tiên cảnh như thế. Bàn tử không khỏi cảm thán nói, vội vàng tìm tới một chỗ đất bằng, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lão Tam, thiên địa linh khí nơi này quá nồng đậm, tốc độ tu luyện phải nhanh gấp bội, thậm chí mấy chục lần. Bàn tử kích động kêu to lên. Tiểu Kim. Chúng ta cũng tu luyện. Tiêu Phàm cười cười, sớm biết ở đây có chỗ tốt như thế thì còn tiến vào hồn thú sơn mạch làm gì. Thiên địa linh khí 4 phía cuồn cuộn đến, toàn thân Tiêu Phàm hừng hực kim sắc khí diễm, vô tận chiến quyết vận chuyển, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu. Tốc độ u linh chiến hồn hấp thu thiên địa linh khí còn nhanh hơn lúc Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy dọc kinh mạch hắn. Tất cả ám tật bản thân đều bị quét sạch. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn vào trong đan điền của mình, hắn phát hiện bạch thạch đang không ngừng hấp thu hồn lực trong cơ thể hắn. Theo hồn lực hấp thu, bạch thạch cũng càng ngày càng sáng chói mắt, giống như một cái mặt trời nhỏ vậy. Nguyên lai bạch thạch hấp thu hồn lực để bổ sung năng lượng. Tiêu Phàm liền hiểu ra nhiều điều, trước kia hắn đều chờ một thời gian mới thấy bạch thạch khôi phục lại. Lúc trước cũng không biết bạch thạch dựa vào cái gì để khôi phục năng lượng. Hiện tại hắn minh bạch, thiên địa linh khí và hồn lực đều có thể bổ sung năng lượng huyền diệu của bạch thạch. Nếu như bạch thạch thực có thể dựa vào hồn lực bổ để sung năng lượng, vậy có phải chỉ cần chuẩn bị đủ hồn lực thì có thể làm cho chiến hồn biến dị? Trong lòng Tiêu Phàm có một ý nghĩ lớn mật, âm thầm quyết định sau này tìm một người đến thử nghiệm. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn phát hiện u linh chiến hồn có biến hóa, tuy không lớn, nhưng nhìn qua càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa, sương mù màu đen kia càng lúc càng âm trầm, đáng sợ. Xem ra trước đó ta phỏng đoán không sai, u linh chiến hồn thực sự có thể tiến giai. Trong lòng Tiêu Phàm hít sâu nói, hiện tại u linh chiến hồn hẳn là ngũ phẩm chiến hồn, có lẽ trong nội viện này có thể làm nó tiến thăng lên lục phẩm. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Mạc Thiên Nhai nói u linh chiến hồn biến hóa một chút, u linh chiến hồn tất nhiên đã mạnh lên. Người khác đều xem u linh chiến hồn là tứ phẩm u ảnh, chỉ có Mạc Thiên Nhai nhìn ra u linh chiến hồn bất phàm, điểm này cũng gián tiếp chứng minh Mạc Thiên Nhai không đơn giản.
Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Phàm đắm chìm bên trong tu luyện, thời gian một ngày không dài, hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, toàn thân Bàn Tử tản ra khí tức cường đại, cửu phẩm chiến hồn, đại lực kim cương ngưu lại tăng thêm mấy phần, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Gần như đồng thời, trên người tiểu kim cũng tản mát ra khí tức cường đại, toàn thân kim quang chói mắt giống như một vòng mặt trời nhỏ, hình thể lại tăng lên một chút. Tiêu Phàm không để ý đến mọi việc diễn ra, có thể đột phá hay không hắn cũng không quá quan tâm, mấu chốt là việc U Linh chiến hồn trưởng thành, nếu như U Linh chiến hồn có thể trưởng thành đến lục giai thì đó là thu hoạch còn lớn hơn khi hắn tự mình đột phá. Mấy canh giờ sau, khí thế U Linh chiến hồn đột nhiên tăng lên. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Lục phẩm, Tiêu Phàm khẽ thở ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên mở to hai mắt, hai sợi u quang từ trong mắt hắn bắn ra, hắn có thể cảm nhận được u linh chiến hồn đã thay đổi. Loại khí thế này tuyệt đối chỉ lục giai chiến hồn mới có, hơn nữa còn cường đại hơn cả lục giai chiến hồn bình thường. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm đem vô tận chiến quyết vận chuyển 7 cái chu thiên mới dừng lại. Lão Tam, ngươi không đột phá. Bàn Tử đứng ở đằng xa, cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Còn kém một chút. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn chẳng những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại vô cùng kích động, U Linh chiến hồn đột phá lục phẩm thì hắn cũng không còn lo về chướng ngại đột phá nữa. Tiêu Phàm, thằng mập chết tiệt, hai thằng trời đánh chúng bay còn không cút ra đây cho lão tử, nói xong một ngày mà các ngươi ngây ngốc tận hai ngày. Một tiếng mắng chửi truyền đến từ ngoại viện. Quách Sĩ Thần đang nổi điên chửi vào. Lần này coi như có lời rồi. Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, vịn bả vai Tiêu Phàm nghênh ngang đi ra ngoài, Tiểu Kim chậm rãi theo sau hai người. Khi Tiêu Phàm, Bàn Tử và Tiểu Kim từ nội viện đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt giết người của Quách Sĩ Thần, hai người không khỏi run run. Nhìn gì vậy, chúng ta mới ngốc hai ngày mà thôi, lần trước đoạt Yến Thành Thu Liệp là một ngày. Lần này coi như phí xuất thủ của chúng ta. Bàn Tử bộ dạng thiếu đòn nói. Nếu các ngươi không thắng, mỗi người bồi thường 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn Tử co rụt cổ lại, lập tức im miệng, ngược lại Tiêu Phàm vẫn có bộ dáng bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng coi là một tiểu phú ông, 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch hắn vẫn lấy ra được. Có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một đêm, sự tình ngày mai thì ngày mai làm. Tiêu Phàm ngáp một cái, trực tiếp đi vào trong phòng, ngã đầu nằm ngủ. Ta cũng mệt rồi, Tiểu Kim, chúng ta đi. Bàn Tử chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn không muốn đơn độc đối mặt với Quách Sĩ Thần. Một trận gió mát thổi qua, chỉ có Quách Sĩ Thần đứng ở trong đêm tối, thân hình có vẻ hơi cô đơn, lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quách Sĩ Thần. Phúc bá, ta làm như vậy có đúng không? Thần sắc bất cần đời của Quách Sĩ Thần biến mất không thấy tăm hơi, có chỉ là nghiêm nghị, hoàn toàn là hai người khác nhau. Thần Phong Học Viện đã suy bại mấy trăm năm, chúng ta cũng đã làm hết chức trách rồi. Phúc Bá nói ra, thần sắc cũng có chút chán nản. Thế nhưng, Tiêu Phàm dù sao cũng là một hài tử, vô tận chiến hồn truyền thừa cho hắn, áp lực về sau hắn cần phải gánh cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Quách Sĩ Thần hít sâu một hơi nói. Cũng chỉ có hài tử này mới nắm giữ khả năng vô hạn, không phải sao? Tiêu Phàm tâm trí kiên định, trọng tình trọng nghĩa, huống hồ, vô tận chiến điển vừa lúc ở trên người hắn, đây là số mệnh. Phúc Bá lắc đầu. Theo lý thuyết, vô tận chiến điển hẳn là trên người của lão viện trưởng. Lão viện trưởng biến mất nhiều năm như vậy, vô tận chiến điển đột nhiên xuất hiện, xem ra Tiêu Phàm đã từng gặp qua lão viện trưởng rồi. Quách Sĩ Thần gật đầu. Mạc lão quỷ rất có thể đang ở Tiêu Thành, trước đó ta từng đi qua Tiêu gia một chuyến nhưng không phát hiện ra Mạc lão quỷ, có lẽ là hắn cố ý trốn tránh ta. Phúc Bá thán một hơi. Viện trưởng cũng rời đi đã nhiều năm, một mực tìm nhưng vẫn không thể tìm được, ta nghĩ, chờ lão viện trưởng trở về, Thần Phong Học Viện ta có thể lại tiếp tục chiêu sinh. Quách Sĩ Thần thì thầm nói. Sự tình sau này hãy nói. Phúc Bá vỗ vai Quách Sĩ Thần. Vừa dứt lời, người cũng đã biến mất. Tương lai, ai có thể nói trước được điều gì? Quách Sĩ Thần thở dài, cũng dung nhập vào trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, quảng trường Chiến Vương Học Viện sớm đã đông nghìn nghịt, hôm nay bốn phía bị vây chật như nêm,
đây là ngày ước hẹn của Kiếm Vương Triều và Chiến Vương Học Viện. Trung ương quảng trường đang đứng chín đạo thân ảnh, cầm đầu là một lão già và một tên nam tử trung niên, hai người coi thường nhìn bốn phía. Tại phía sau hai người có bảy tên thanh niên nam nữ, chính là Thất Dạ mà đám Tiêu Phàm gặp hồn thú sơn mạch. Đã đến giờ, người Chiến Vương Học Viện đâu? Người Đại Yên Vương Triều đâu? Đột nhiên, một tên thanh niên đi lên trước, ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Phách lối, vô cùng phách lối. Hắn hoàn toàn không để tu sĩ của Đại Yên vào trong mắt, đây là khiêu khích trần trụi. Tiểu tử, người không nên quá cuồng, đến lúc đó có thể phải nằm trở về, thậm chí mất cả mạng. Mẹ, khinh người quá đáng, thật muốn tiến lên rút con chim của tên tiểu tử kia ra, tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Thiên tài Đại Yên ta đâu? Đi lên giết chết hắn a! Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao, tu sĩ Đại Yên Vương Triều phẫn nộ nhìn thanh niên. Đừng có ở dưới líu ra líu díu, có ngon đi lên chiến một trận, dưới kiếm nói chuyện, bất luận sinh tử. Thanh niên nam tử lạnh lùng cười một tiếng, rút trường kiếm ra, liếc nhìn tu sĩ toàn trường vây xem. Sử dụng kiếm chỉ người vốn là hành vi không lễ phép, nhưng thanh niên nam tử Kiếm Vương Triều cũng không quan tâm. Đại Yên Vương Triều, Triệu Vô Bệnh, thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ thấy một thanh niên đi lên trước. Áo bào đen bay phất phới, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, hai mắt sắc bén, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Triệu Vô Bệnh, diệt hắn đi. Đám người nhìn thấy Triệu Vô Bệnh liền lập tức kích động lên, dù sao Triệu Vô Bệnh cũng là cao thủ thứ ba viện bảng. Coi như có một tên đặc biệt. Thanh niên nam tử tiến lên, khiêu khích Triệu Vô Bệnh nói, lục dạ ta không giết người vô danh, xưng tên ra, cho ngươi một cái thống khoái. Chiến Vương Học Viện, Triệu Vô Bệnh. Triệu Vô Bệnh nhíu mày lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu đen cực kỳ sắc bén. Nhận lấy cái chết. Lục Dạ Lăng không đạp mạnh, thân thể vậy bay vọt lên trời, vô số kiếm khí quanh thân gào thét. Kiếm thế sao? Ánh mắt Triệu Vô Bệnh lấp lóe không yên, khi Lục Dạ tới gần, Triệu Vô Bệnh đột nhiên động. Dưới chân vừa nhảy, lập tức một cỗ kiếm thế ngập trời nghịch tập lên, kiếm khí trên không trung phát ra tiếng rít vang. Hòa lẫn vào cỗ kiếm thế kia phát ra sát khí ngập trời. Kiếm thế, Triệu Vô Bệnh cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Đám người kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trong đám người, Tô Mộc Vũ lo lắng nhìn Triệu Vô Bệnh, Triệu Vô Bệnh trước đây vừa mới đột phá chiến tông cảnh, đối phương lại là chiến tông cảnh lâu năm. Lục Dạ nhìn thấy kiếm thế đối diện, thần sắc rốt cục biến hóa, khí tức đối phương không yếu hơn hắn bao nhiêu, không thể không thận trọng đối phó. Đinh đinh đinh, kiếm hai người va chạm kịch liệt trong hư không, tiếng va chạm chói tai the thé, đốm lửa bắn tứ tung, một vài tu sĩ cấp thấp đã không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người. Nhanh, quá nhanh, đây chính là ưu thế kiếm tu có tốc độ hoàn toàn vượt xa so với tu sĩ cùng giai. Quá chậm, nếu đây là tốc độ cực hạn của ngươi vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Lục Dạ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên. Đỉnh đầu hắn hiện ra một thanh trường kiếm lung linh tỏa ra khí thế sắc bén. Sau một khắc, tốc độ Lục Dạ bỗng bạo tăng, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn Triệu Vô Bệnh. Phốc, Triệu Vô Bệnh phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị trường kiếm đâm trúng vai trái, một vòng máu tươi vãi trong hư không. Lục phẩm chiến hồn, Lưu Vân Kiếm. Hai mắt Triệu Vô Bệnh híp lại, sát khí nồng đậm từ trong mắt lóe lên. Hiện tại biết sợ rồi. Kiếm chiến hồn là một trong những chiến hồn có tốc độ công kích nhanh nhất trong cùng giai. Lục Dạ một mặt ngạo nghễ nhìn Triệu Vô Bệnh, phách lối vô cùng. Sợ, Triệu Vô Bệnh liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, người muốn kiến thức cái gì gọi là tốc độ chân chính không? Oa, một tiếng quạ kêu vang lên, trên đỉnh đầu Triệu Vô Bệnh xuất hiện một con quạ màu đen to ba trượng, trên người quạ đen tản mát ra một cỗ khí thế hung lệ. Thất phẩm chiến hồn, Liệt Thiên Nha. Sắc mặt Lục Dạ hoàn toàn thay đổi, chiến hồn Lưu Vân Kiếm của hắn mặc dù cơ hồ vô địch cùng giai, nhưng đối phương là thất phẩm chiến hồn, hơn nữa còn là chiến hồn có thể phi hành, luận tốc độ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Phốc, không đợi hắn lấy lại tinh thần, mấy đạo huyết quang từ trên người hắn đã bắn ra, tốc độ kia hắn không thể nào bì được. Tốc độ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu, âm thanh khinh thường của Triệu Vô Bệnh vang lên.
So tốc độ, lúc ấy nhờ vào tốc độ hắn sống sót được dưới một kiếm bá đạo của Tiêu Phàm, tốc độ của làm sao mà chậm. Một trận chiến này, chúng ta bại. Khi trên người Lục Dạ xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, nam tử trung niên nơi xa đột nhiên kêu lên. Triệu Vô Bệnh, không hổ là cao thủ hạng 3 trên viện bảng, trận đầu tiên đánh chết hắn, xem hắn còn phách lối như thế nào. Đám người vô cùng kích động. Trận chiến đầu tiên thắng, đây là một khởi đầu rất may mắn. Triệu Vô Bệnh thu kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh quảng trường, Lục Dạ lạnh lùng nhìn Triệu Vô Bệnh, sát khí hiển hiện. Để ngươi lo lắng rồi. Triệu Vô Bệnh hoàn toàn coi thường Lục Dạ, ôn nhu nhẹ vỗ về mái tóc Tô Mộc Vũ. Kế tiếp, ai tới? Lại một đạo âm thanh vang lên, một cái khác thanh niên mặc áo đen đi đến quảng trường trung ương. Là hắn, Khúc Lân chính là bại trong tay hắn, hình như gọi là Tứ Dạ. Sắc mặt đám người trầm xuống, thực lực Tứ Dạ không thể nghi ngờ, ngay cả Khúc Lân đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi Triệu Vô Bệnh và Vân Lạc Vũ xuất thủ, nếu không khả năng thắng không lớn. Ta tới. Thanh âm Khúc Lân vang lên, hắn từ trong đám người đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn Tứ Dạ. Nha, bại tướng dưới tay, người rất muốn chết sao? Thanh niên mặc áo đen Tứ Dạ khinh thường nhìn Khúc Lân. Mấy ngày trước nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình thì Khúc Lân đã chết rồi. Khúc Lân, tốt lắm, ngã từ nơi nào thì đứng lên từ nơi đó, diệt hắn. Nhiều nữ si hai mắt tỏa sáng kêu lên. Ngã từ nơi nào thì đứng lên từ nơi đó, chỉ sợ hắn bò không nổi. Tứ Dạ tà tà cười một tiếng. Chiến, Khúc Lân gầm thét một tiếng, đạp chân xuống, trường đao hướng lên trời, đao hà cuồn cuộn chém xuống. Uy thế bá đạo làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lực lượng không sai, bất quá vẫn là man lực mà thôi. Tứ Dạ mặt coi thường, vừa dứt lời, một đạo hỏa diễm lợi kiếm bắn ra, nóng bỏng, cuồng bá, xông thẳng vào vị trí đao hà. Gần như đồng thời, Tứ Dạ thi triển bộ pháp quỷ dị từ một bên khác thoáng hiện, tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phốc, mau bắn tung tóe. Trên cánh tay phải Khúc Lân lưu lại một vết kiếm thật sâu, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì một kiếm này đã lấy đi cánh tay hắn rồi. Liệt phong trảm, Khúc Lân gầm thét, khí thế bá đạo tản ra, tiếng xé gió vang lên vù vù, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn. Liệt phong thú sao, Tứ Dạ chẳng thèm ngó tới, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh hỏa kiếm, khí tức nóng bỏng truyền khắp bốn phương tám hướng. Hỏa viêm phá. Tứ Dạ lập tức phung ra một kiếm cùng đối kháng với Khúc Lâm, nhiệt khí cuồng bạo, đao mang sắc bén sao động cuồng loạn, đá xanh trên mặt đất bay tứ tung sau đó nổ nát vụn, hóa thành vô số toái thạch bắn về phía bốn phương tám hướng. Oanh, một đạo thân ảnh rơi xuống hung hăng nên lên mặt đất, đó là Khúc Lân, toàn thân hắn bị hỏa diễm đốt bị thương, cả người cháy đen, trong miệng không ngừng ho ra máu con ngươi mọi người co rụt lại, bại, Khúc Lân lại tiếp tục bại. Chẳng lẽ tên Tứ Dạ này thật sự cường hãn như vậy? Đây chỉ là xếp hạng thứ tư thôi, vẫn còn ba người phía trước nữa. Đợi bụi bặm tan đi, thân hình Tứ Dạ hiển lộ, hắn cũng không khá giả gì, trên người đều xuất hiện vết đao chém, máu tươi lăn xuống, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Trận chiến này, chiến vương học viện ta bại. Khúc Huyền mở miệng, sợ đối phương chém tận giết tuyệt. Dù sao nếu một bên không chịu thua thì sẽ phải đánh đến chết. Đây chính là sinh tử chiến, ta không cho hắn sinh, ai cũng cứu không được hắn. Thần sắc Tứ Dạ lạnh lùng đi từng bước hướng về Khúc Lân, sát cơ dày đặc. Các ngươi đúng là vô liêm sỉ, thời điểm Lục Dạ các ngươi bại tại sao lại có thể nhận thua? Mẹ, nếu là lão tử là chiến vương, một bàn tay đập chết bọn hắn, quản bọn hắn cái gì kiếm vương triều, đây căn bản chính là một nhóm vô lại. Mấy tu sĩ của Đại Yên Vương Triều tức giận, người kiếm Vương Triều quá vô sỉ, ai cũng nổi giận đùng đùng. Quy củ chính là quy củ, các ngươi ai cũng không cứu được hắn, trừ phi các ngươi muốn kiếm Vương Triều khai chiến với Đại Yên Vương Triều. Tứ Dạ lạnh lùng liếc nhìn đám người, vẻ mặt coi thường. Lão giả và nam tử trung niên nơi xa lẳng lặng nhìn, bộ dáng mọi chuyện đều không liên quan đến bọn hắn. Ngươi, Khúc Huyền vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối phương đã nói như thế thì hắn cũng không dám phá hư quy cũ, một khi kiếm vương triều cùng Đại Yên vương triều khai chiến, Đại Yên vương triều chắc chắn không phải đối thủ. Tứ Dạ tà tà cười một tiếng,
liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, chém xuống một kiếm hướng về Khúc Lân. Bang, một tiếng vang giòn truyền ra, đám người chỉ thấy được một đạo kiếm mang từ trong đám người xông thẳng đến Tứ Dạ, sắc mặt Tứ Dạ biến hóa, đột nhiên đón lấy một kiếm. Kiếm đã ngăn được, nhưng kiếm mang kia hóa thành vô số kiếm khí rảo sát tứ phương, Tứ Dạ bị xuyên thủng nhiều chỗ, máu tươi cuồng phún. Ở trung ương đột nhiên xuất hiện một bóng người, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn Tứ Dạ đối diện. Ngươi dám, nam tử trung niên của kiếm vương triều rốt cục động, đánh một chưởng về bóng người đột nhiên xuất hiện. Thôi thu, ngươi dám vô lễ đối với U Vương, Khúc Huyền làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Hắn lách mình xuất hiện ở trước người nam tử trung niên, hai đại cường giả một trưởng đối kháng nhau. Nam tử trung niên thôi thu rút lui 5 bước, mà Khúc Huyền vẻn vẹn lùi lại 1 bước. Khúc Huyền, ngươi muốn phá hư quy củ. Thôi thu phẫn nộ nhìn Khúc Huyền. Là ngươi muốn giết Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương của Đại Yên Vương triều ta, ngươi chẳng lẽ không muốn sống đi ra khỏi Đại Yên sao? Âm thanh Khúc Huyền lạnh lùng nói, hắn cảm kích nhìn người đang đứng trong trung ương kia. Người tới không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương, con người thôi thu co rụt lại, tên này rõ ràng là một chiến tông cảnh A, làm sao có thể là Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương của Vương Triều, chẳng lẽ tên Yến Vương kia bị ngốc sao? Vô luận thế nào, người phải cho Kiếm Vương Triều ta một cái công đạo, bằng không, Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến Vương Triều khai chiến thì ta cũng không ngăn được. Thôi thu từ trong ánh mắt của đám người liền biết Khúc Huyền nói không sai. Nếu như đối phương lấy cớ hắn xuất thủ với Nhất Tự Tĩnh Kiên Vương, thì Đại Yên lưu hắn lại chỗ này thì hắn cũng không đi kêu oan được. Bàn giao, ngươi muốn bàn giao thế nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Thôi Thu, ánh mắt băng lãnh, Thôi Thu đối diện chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Các hạ là U Vương của Đại Yên Vương Triều, vì sao tham dự vào phân tranh của học viện? Thôi Thu không cam lòng nói. Nghe thế, Tiêu Phàm cười nhìn Khúc Huyền nói. Khúc viện trưởng, ta và bàn tử mới vừa rồi bị Quách lão quỷ khai trừ, không biết Chiến Vương học viện có thu người hay không. U Vương gia nhập là may mắn của Chiến Vương học viện. Khúc Huyền cười ha ha một tiếng. Ngươi, Thôi Thu trong lúc nhất thời nói không lên lời, suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn chiến một trận thì có thể, nhưng không thể nhúng tay vào trận chiến của người khác. Tiêu Phàm nhìn Khúc Lân nằm trên mặt đất, lúc trước Khúc Lân cứu hắn một lần. Lần này cứu hắn một mạng cũng coi như thanh toán xong, sau đó nhìn về phía Thôi Thu nói, ta thay hắn thiếu các ngươi một cái mạng, sau đó sẽ trả, thấy thế nào? Sau đó trả, ngươi nếu thua thì sao? Thôi Thu nhe răng cười. Ta và hắn, chết, không cần các ngươi động thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí lại tràn ngập quyết đoán. Con ngươi Thôi Thu co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm như muốn nhìn thấu hắn. Khúc Lân huynh. Có dám hay không? Nếu ngươi không tin ta thì ta liền cho Đại Yến diệt hắn, ta dám chắc bọn chúng không một ai có thể rời khỏi đây được. Tiêu Phàm nhìn Khúc Lân nói. Người Kiếm Vương Triều nghe vậy không khỏi khẩn trương lên, tên này quả thật là tên điên, chẳng lẽ sẽ không sợ Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến Vương Triều khai chiến sao? Đám người cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm vừa nói câu này ra liền quyết định sinh tử mọi người ở đây, bao gồm cả Khúc Lân. U Vương còn không sợ, ta sợ cái gì? Khúc Lân cười ha ha một tiếng. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Kiếm Vương Triều. Sắc mặt mấy người Kiếm Vương Triều khó coi vô cùng, Tiêu Phàm hiện tại đang uy hiếp trần trụi. Không đáp ứng, hắn đã xuất cuồng ngôn muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Đáp ứng, như thế lại thấp hơn người Đại Yến Vương Triều một đầu. Thôi Thu quay đầu nhìn lão giả nơi xa, thấy lão giả nhẹ nhàng gật đầu, Thôi Thu buông lỏng một hơi, nói, được. Trong lòng hắn chỉ có thể tự an ủi mình, ngươi dù sao cũng là một vị vương gia, thấp hơn ngươi một chút cũng không tính là gì, chờ đến khi ngươi thua lại chém đầu ngươi, đến lúc đó người của Đại Yên cũng không nói được gì. Ai tới? Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, liếc nhìn mấy người của Kiếm Vương Triều, thân thể hắn ẩn ẩn một cỗ khí thế sắc bén. Ta tới giết ngươi. Một thanh âm thanh thúy vang lên, nhìn lại thấy một bạch y nữ tử hướng về trung ương đi tới, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bại tướng dưới tay, Tiêu Phàm cười cười, liếc mắt liền nhận nữ tử này, nàng chính là nữ tử lần trước đã giao thủ cùng hắn trong hồn thú sơn mạch,
lập tức hỏi, ngươi nào đêm nào chơi chứ? Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Thất Dạ. Thất Dạ lạnh giọng nói, không thèm chào hỏi liền đánh tới Tiêu Phàm. Danh tự thật khó nghe, còn không bằng 7 ngày thất thiên. Tiêu Phàm lắc đầu, Thất Dạ này vẫn tưởng tu vi của mình vẫn còn giống như lúc ở hồn thú sơn mạch. Chết, Thất Dạ khẽ kêu một tiếng, động tác thập phần lưu loát, vô số kiếm khí từ trên người nàng nở rộ tản ra, kiếm phong sắc bén trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm Tiêu Phàm. Ta đã nói, kiếm ngươi dùng rất quá sức. Tiêu Phàm híp hai mắt, thời khắc kiếm khí tới gần, dưới chân khẽ động lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện đã đứng sau lưng Thất Dạ. Thất Dạ cẩn thận, người của kiếm vương triều kịp thời nhắc nhở. Khi nàng phản ứng thì đã muộn, Tiêu Phàm sử dụng sống kiếm nhẹ nhàng đánh ra, kiếm trong tay Thất Dạ đột nhiên rơi ra. Hỗn trướng, Thất Dạ gầm thét, lần trước nàng không cẩn thận bị hắn đánh rơi kiếm, hiện tại mới qua bao lâu, một kích toàn lực của nàng lại không mảy may làm hắn bị thương. Thất Dạ rất muốn giết Tiêu Phàm, nhưng mà nàng mới vừa bước thêm một bước, trên cổ mới liền truyền đến một chút hơi lạnh, nếu còn tiến thêm bước nữa thì yết hầu nhất định sẽ bị cắt đứt trả lại một mạng cho các ngươi. Tiêu Phàm thu hồi trường kiếm, đứng khoanh tay nhìn về phía đám người kiếm vương triều. Ta còn chưa thua. Thân thể mềm mại của Thất Dạ run lên, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vung ra một trường. Cút, Tiêu Phàm trợn mắt nhìn, một cỗ khí tức bàng bạc xông thẳng ra. Thất Dạ cảm giác thấy một cỗ áp lực to lớn, hàn ý lạnh thấu xương làm cho nàng run lên. Bất quá, một trường kia vẫn không có thu hồi, thoáng cái đã đi tới trước người Tiêu Phàm. Đừng tưởng ta không dám giết nữ nhân, Tiêu Phàm làm sao sẽ dễ dãi, hắn trực tiếp đánh ra bá đạo thiên quyền, kình phong khủng bố gào thét trong hư không. Răng rác, âm thanh va chạm truyền ra, thân thể Thất Dạ bay ngược về sau, tay phải trực tiếp đứt gãy, trong miệng hộc máu. Khuôn mặt phẫn hận nhìn Tiêu Phàm vẫn chưa xuất toàn lực, nếu không cũng không chỉ gãy xương như thế. Trận chiến này các ngươi thắng. Thôi Thu hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi vô cùng, kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng có thể quét ngang tu sĩ Đại Yên, nhưng xem ra Tiêu Phàm này một biến số. U Vương uy vũ. Đám người kích động kêu to lên, 3 ván thắng 2 thì thắng, còn có 4 người, chỉ cần thắng 2 ván nữa là được rồi. Còn ai không? Tiêu Phàm đứng ở trung ương liếc nhìn đám Thất Dạ. Đám người lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn liên tục chiến 2 trận sao? Trong một góc khuất nơi xa đang có 3 bóng người thấp thoáng, bọn hắn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Phụ vương, ánh mắt của người quả nhiên sáng như đuốc, một người Tiêu Phàm đoán chừng đã có thể khiêu chiến mấy người còn lại. Vân Lạc Vũ cười nói. Lần này... Kiếm vương triều đến sò xét nội tình Đại Yên ta, để một mình hắn giải quyết là tốt nhất, dù sao đây không phải chân chính tranh tài. 3 tháng sau 12 đại vương triều tập trung tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lúc đí mới là so tài chân chính. Yến vương lắc đầu, Lạc Vũ, Lạc Tuyết, các ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Vâng, phụ vương. Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết gật đầu, bọn hắn biết những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của kiếm vương triều cũng không phải là đám Thất Dạ. Mà là những người khác. Người kiếm vương triều trầm mặc không nói, lúc trước bọn hắn cuồng ngạo tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả thế hệ tu sĩ trẻ của Đại Yên, nhưng cũng không có quy định một người không thể liên chiến nhiều trận ta tới. Hồi lâu, một đạo thanh âm vang lên, một tên thanh niên mặc áo đen gào thét đi tới, khí thế trên người cuồng bạo làm Tiêu Phàm cau mày một cái. Chiến tông cảnh trung kỳ, khí tức phát ra trên người thanh niên này còn mạnh hơn Thất Dạ và Tứ Dạ nhiều. Ta bây giờ có thể giết người. Tiêu Phàm nhìn Thôi Thu phía xa nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đối với đám Thất Dạ này hắn không có cảm tình gì, lúc trước vừa nhìn thấy nhóm của Tiêu Phàm liền đã muốn hạ sát thủ rồi. Người muốn giết ta, vĩnh viễn phải chết, đây là quy tắc làm người của Tiêu Phàm. Tiểu tử, không nên quá cản rỡ, cho dù Thất Dạ thua trong tay ngươi thì sao? Nhị Dạ ta cũng có thể giết ngươi. Nam tử áo đen giữ tợn cười một tiếng. Sát khí băng lãnh tản ra. Nói đến cản rỡ, ai cản rỡ như các ngươi, mang theo 7 tên phế vật tới khiêu chiến ta toàn bộ Đại Yên Vương Triều, hiện tại, cút tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bá đạo vô cùng. Đây là thế giới cường giả vi tôn, người đối với hắn bá đạo, hắn chỉ có thể đối với người càng bá đạo hơn, lúc này mới có thể trấn trụ đối phương. Hắc Viêm Trảm, ánh mắt Nhị Dạ run lên.
ngay lập tức đánh tới Tiêu Phàm, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh thất phẩm chiến hồn, hắc viêm kiếm, một đám hắc hỏa hợp thành một thanh kiếm đang cháy hừng hực. Hắc sắc hỏa diễm u sâm, băng lãnh, Tiêu Phàm cảm giác thân thể giống như bị đông cứng, toàn thân hắn hơi chấn động, điều động hồn lực trong cơ thể, hàn ý lập tức tiêu tán. Mắt thấy hỏa kiếm cuồng bạo sắp thôn phệ Tiêu Phàm, khóe miệng Nhị Dạ hiện ra một tia cười lạnh, phốc suy một tiếng, hỏa kiếm cuồng bạo triệt để thôn phệ Tiêu Phàm. Cũng chỉ có thế. Nhị Dạ lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi, khuôn mặt mang nụ cười ngạo nhân. Nhưng hắn lại phát hiện tu sĩ bốn phía đang nhìn hắn như kẻ ngu, điều này khiến Nhị Dạ cảm giác toàn thân rét run. Nhị Dạ, hắn phía sau ngươi. Tứ Dạ đang thụ thương quát to. Nhị Dạ nghe vậy, trường kiếm trong tay lập tức chém về phía sau, một đạo kiếm khí bắn ra, gần như đồng thời, một cỗ lãnh ý chí hàn hung mãnh đánh tới, đó là một cái nắm đấm hồn lực to lớn. Nhị Dạ tiện tay một kích sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm dùng toàn lực một kích, cho dù Nhị Dạ là chiến tông cảnh trung kỳ nhưng hồn lực Tiêu Phàm lại cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa, hắn cách chiến tông cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước, cảnh giới chênh lệch hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lấy lĩnh ngộ của Tiêu Phàm trên phương diện chiến kỹ cũng đủ hoàn toàn miểu sát Nhị Dạ. Oanh, một quyền bá đạo đánh vỡ kiếm mang, sau đó hung hăng nện lên trên ngực Nhị Dạ, Nhị Dạ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân gãy nát, thân thể giống như không còn bị hắn khống chế. Làm sao có thể, người rõ ràng lĩnh ngộ là kiếm thế, làm sao còn có thể thi triển ra quyền thế cường đại như thế? Tâm thần Nhị Dạ run rẩy dữ dội, cả người cơ hồ muốn tuyệt vọng. Tiêu Phàm cười lạnh, tay phải nhấc một cái, trong nháy mắt bóp lấy cổ Nhị Dạ. Chân này chúng ta nhận thua. Thôi Thu vội vàng kêu to. Nhận thua có hữu dụng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Thôi Thu, lấy tay vặn một cái, cổ Nhị Dạ đột nhiên đứt gãy, sau đó như là ném chó chết đến trước mặt Thôi Thu. Ngươi, Thôi Thu phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, nhưng quả thực không nói được lời nào, là do chính hắn lúc trước đã nói đây là sinh tử chiến, không ai có thể ngăn cản. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, đến Đại Yên khiêu khích thì các ngươi phải chuẩn bị tâm lý nhận lấy cái chết. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh vô tình. Nếu như đã xuất thủ, vậy phải giết cho đến khi bọn chúng sợ mới thôi. U Vương nói không sai, ở Đại Yên chỉ có các ngươi giết bọn ta, không cho bọn ta giết các ngươi sao. Kiếm Vương Triều có cái gì hơn người chứ, đến Đại Yên ta ngang ngược càn rỡ, đây gọi là gieo gió gặt bão. Giết đi, tốt nhất là giết sạch bọn chúng. Tu sĩ Đại Yên cảm giác rất hả giận, cho dù là mấy người Chiến Vương học viện không phục Tiêu Phàm thì thái độ cũng chuyển biến tốt lên một chút, có ít người càng là từ người qua đường biến thành người hâm mộ hắn. Vĩnh viễn không nên đắc tội Tiêu Phàm, bằng không sẽ chết rất thảm. Triệu Vô Bệnh hít sâu một hơi nói, hắn may mắn mình đã hóa giải thù hận với Tiêu Phàm. Bằng không diệt tộc không chỉ có Tôn gia và Hoàng gia, mà còn có Triệu gia hắn. Tô Mộc Vũ gật đầu, một màn ở Tiêu Thành còn làm phát sợ, cũng may Tiêu Phàm không phát cuồng, bằng không Tô gia chỉ có thể trở thành lịch sử. Hừ, tiểu tử, ta tới giết ngươi. Một tiếng gầm vang lên, lại một thanh niên áo trắng bước ra đứng cách Tiêu Phàm 10 trường, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Chiến tông trung kỳ, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, người này là người mạnh nhất trong 7 người, dựa theo bọn hắn bài danh trở thành nhất dạ. Ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua hai người khác, chậm rãi tu la kiếm lên, thản nhiên nói, ngươi, còn có các ngươi, cùng lên đi, đừng làm phí thời gian của ta. Cái gì, Tiêu Phàm muốn một chơi 6 sao? Trong lòng đám người mãnh liệt rung động, trừ Nhị Dạ mới vừa bị giết thì 7 người còn lại cùng tiến lên. Tất cả đều là chiến tông cảnh A, hơn nữa còn một tên chiến tông cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ làm sao có thể là đối thủ của 6 người kia. Tiểu tử, người rất ngông cuồng, nhưng muốn cuồng thì cũng cần phải có vốn liếng. Tứ Dạ chậm rãi tiến lên, sau khi nghỉ ngơi một chút thì thương thế của hắn đã đỡ hơn nhiều. Hai nữ tử và 3 tên nam tử cũng đi lên, bọn hắn hiện tại ước gì Tiêu Phàm chết đi để báo thù cho Nhị Dạ. Bọn hắn 5 tên chiến tông cảnh sơ kỳ, 1 tên chiến tông cảnh trung kỳ, cho dù đối chiến với chiến tông cảnh hậu kỳ cũng có thể nắm chắc, huống chi chỉ là 1 tên chiến tông cảnh sơ kỳ. 6 người đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Lão Tam, người cũng chơi quá lớn nha. Bàn Tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm,
hắn đối với thực lực Tiêu Phàm thập phần tự tin, nhưng đối phương cũng không đơn giản. Hắn biết Tiêu Phàm muốn rèn luyện bản thân, hy vọng bản thân mau chóng đột phá, nhưng đây chính là liều mạng a, nếu thua chỉ có một con đường hết. Đánh đi. Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, theo lời nói của hắn, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, không gian gào thét, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi ý. Tóc dài tung bay đứng tại chỗ, bá khí trùng thiên không ai bì nổi, giống như một tôn tên tuyệt thế sát thần. Giết, sáu người nhìn nhau, gầm thét một tiếng, mấy người lập tức triệu hồi ra chiến hồn, sáu thanh kiếm chiến hồn lơ lửng, khí thế sắc bén. Chiến hồn của người kiếm vương triều đa phần là kiếm, từ đó có một cường giả nghiên cứu chiến hồn đưa ra một kết luận, chiến hồn cũng có thể di truyền phụ mẫu có chiến hồn gì, con cái bọn hắn cũng có khả năng thừa hưởng chiến hồn như thế. Giết hắn, lần sau học viện thi đấu ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, kiếm vương triều ta nhất định có thể lấy lại danh hiệu chiến vương học viện. Thôi Thu híp hai mắt, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Sáu người nhao nhao thi triển chiến kỹ tập trung vào Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh như thiểm điện, từ mọi hướng áp sát hắn, không cho hắn chút đường lui nào. Tiêu Phàm rất bình tĩnh, khi kiếm của sáu người tới gần, Tiêu Phàm rốt cục động, hắn hóa thành một vệt sáng bắn thẳng lên trời. Đây là chiến kỹ gì? Chiến tông cảnh lại có thể lăng không phi hành. Đám người kinh hãi nhìn lên không trung, lại thấy Tiêu Phàm đang dạo bước mà đi. Phải biết, chỉ có chiến vương cường giả mới có thể tùy ý ngự không phi hành. Những người khác muốn ngự phi hành thì trừ khi nắm giữ chiến hồn phi hành. Thân pháp chiến kỹ mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng phi hành nhàn nhã như thế, đó là lục phẩm thân pháp chiến kỹ Thế Vân Tung. Hắn làm sao biết? Lão giả kiếm vương triều kia híp hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Thế Vân Tung, đây không phải thân pháp chiến kỹ của hoàng tộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tuyết sao? Sắc mặt Thôi Thu cũng hơi đổi. Nếu như Tiêu Phàm và Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có chút quan hệ vây, sự tình có chút phiền phức rồi. Lục Dạ nhìn Tiêu Phàm trên không trung, đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền trở nên băng lạnh, thân pháp chiến kỹ tất nhiên có thể trong thời gian ngắn lăng không, nhưng hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. Hoành Tảo Thiên Quân, đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng quát như sấm, chỉ thấy Tiêu Phàm đáp xuống vũ động trường kiếm, từng đạo kiếm khí sắc bén gào thét chém ra. Giống như vô số kiếm vũ lít nha lít nhít, căn bản muốn tránh cũng không được. Hoành Tảo Thiên Quân, là một loại ngũ phẩm chiến kỹ Tiêu Phàm tìm được trong truyền thừa Tu La, rất thích hợp dùng trong quần chiến. Phốc phốc, hư không máu văng tung tóe, sau người không ngừng huy kiếm nhưng vẫn không ngăn được kiếm vũ, trên người bọn họ đã xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đừng để hắn rơi xuống đất, chỉ cần hồn lực hắn tiêu hao hết thì giết hắn dễ như giết chó. Tứ Dạ cười gằn nói. Mấy người gật đầu, nhao nhao chém ra một kiếm hướng về Tiêu Phàm sắp rơi xuống đất. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bước chân biến hóa, cả người trong nháy mắt nhẹ như lông hồng, mượn nhờ cái kia dung chuyển khí lãng lần nữa lật lên, khi cái kia mấy đạo kiếm quang vào tới thời khắc, hắn một kiếm dẫm ở kia kiếm quang bên trên, tại hư không lật cái té ngã, liền vững vàng rơi vào cách đó không xa. Lại một loại thân pháp chiến kỹ. Sắc mặt Thôi Thu càng ngày càng khó coi. Cái kia tựa như là đạp tuyết vô ngân. Toàn thân lão giả kiếm vương triều run lên, trong lòng đã có chút hối hận, lần này hình như đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, Tu La kiếm xuyên thủng lồng ngực Tứ Dạ, trường kiếm vẩy một cái, Tứ Dạ đột nhiên bị vô số kiếm khí xuyên thủng như cái sảng hỗn trướng. Năm người còn lại triệt để phát cuồng. Tất cả đều thi triển ra át chủ bài của mình đánh về Tiêu Phàm. Nhất kiếm tuyệt trần, Tiêu Phàm không muốn cùng bọn chúng cứng đối cứng, đạp chân xuống, đồng thời trong tay vung ra một kiếm liền nghênh ngang rời đi, kiếm khí kia 10 điểm vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng xuyên qua cả vùng không gian, âm thanh chói tai, vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm mang kia liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bằng một kiếm này. Lục Dạ cười lạnh. Lời con chưa dứt thì bộ ngực hắn bị một đạo kiếm mang màu trắng xuyên thủng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm kia rõ ràng đã tiêu tán a, làm sao có thể trở lại giết người, chẳng lẽ kiếm mang còn có thể ẩn nấp trong không gian hay sao? Chiến kỹ, đây chính là chiến kỹ ảo diệu, một kiếm này vô cùng đúng với danh hiệu của nó. Thay ta báo thù, Lục Dạ nói xong liền ngã xuống đất. Lấy một địch sáu,
Trong vòng mười mấy giây, Tiêu Phàm một mình áp đảo 6 người còn lại, thực như thế này cũng quá khủng bố đi. Khó trách hắn dám một người khiêu chiến 6 người, trong cùng giai chỉ sợ chưa có địch thủ. Các ngươi không phát hiện U Vương vẫn chưa sử dụng chiến hồn sao? Trong đám đông có người kinh hô. Lời này vừa ra, sắc mặt lão giả và Thôi Thu vô cùng âm trầm, chẳng lẽ thất giả thật sự phải táng mạng nơi đây? Sau khi Tiêu Phàm thi triển nhất kiếm tuyệt trần chém chết lục dạ, hắn cũng không ngừng tay, thân thể ngay lập tức xông thẳng vào 5 tên còn lại. Ngũ giả cẩn thận! Thất giả kêu to, một kiếm uyển chuyển đâm về bên hông Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý đấm ra bá đạo thiên quyền, hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền tới đỉnh phong, uy lực vô cùng lớn. Một cỗ kình phong cuồng bạo phát ra làm hư không chấn động, thất giả còn chưa lại gần đã bị gió thổi bay đi. Tốc độ Tiêu Phàm không giảm, trường kiếm vẽ lên hư không một vệt lụa đỏ. Sắc mặt ngũ giả hoàn toàn thay đổi, hắn điên cuồng chém vài kiếm, thủ đoạn của Tiêu Phàm quả thật làm hắn có chút sợ hãi. Thủ pháp công kích của người thường đều liên quan đến chiến kỹ mà họ tu luyện, tên Tiêu Phàm này quá tà môn, đã dùng kiếm lại có thể đánh quyền. Hơn nữa, nhất kiếm tuyệt trần và kiếm pháp này không giống nhau. Nếu như nói nhất kiếm tuyệt trần quỷ dị nhanh đến cực hạn thì một kiếm này lại tràn ngập khí tức sát phạt, bên trong huyết quang, ngũ dạ dường như nhìn thấy vô số hải cốt. Âm thanh binh khí va chạm càng lên không ngừng, trong lòng ngũ dạ hơi căng ra, khi nhìn thấy Tiêu Phàm bị ngăn cản ở ngoài thì hắn mới buông lỏng một hơi. Trong một sát na kia, hắn cảm giác mình đã dạo một vòng quỷ môn quan. Nhất kiếm tuyệt trần, Tiêu Phàm đưa lưng về phía ngũ dạ, chém ngược về phía sau một kiếm. Có vết xe đổ, ngũ dạ lần này không có chính diện va chạm, hắn sử dụng thân pháp tránh sang một bên. Cùng chiêu thức còn muốn. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, nhưng lời còn chưa dứt thì hắn đã ngây ngốc tại chỗ. Phốc, một đạo huyết kiếm từ trên cổ hắn bắn bay lên hư không, hai tay của hắn che cổ nhưng cũng không cách nào che được. Đây không phải nhất kiếm tuyệt trần. Trong mắt ngũ dạ tràn ngập kinh hãi, vô cùng không cam lòng. Ta nói thế ngươi cũng tin. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thấy ngươi cũng sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi biết, chiêu này gọi là nhất kiếm chi thu. Nhất kiếm chi thu, ngũ dạ nói ra 4 chữ, thân thể đột nhiên ngã về phía sau, chết không nhắm mắt. Nhất kiếm chi thu, đây không phải chiến kỹ lần trước Yến Thành Thu Liệp ban thưởng sao? Chỉ mới qua bao lâu mà hắn đã luyện thành? Khúc Huyền kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Theo Khúc Huyền, ngũ phẩm chiến kỹ cũng không phải dễ dàng có thể lĩnh ngộ, dù Tiêu Phàm đột phá đến chiến tông cảnh cũng không thể trong thời gian mấy tháng luyện thành được. Kỳ thật không chỉ hắn chấn kinh, trong lòng Quách Sĩ Thần đang nấp trong đám người cũng không bình tĩnh, nhất kiếm chi thu còn tốt, dù sao cũng đã qua mấy ngày. Nhưng nhất kiếm tuyệt trần hắn mới đưa cho Tiêu Phàm vào 3 ngày trước, điều đáng nói là lúc hắn đưa chiến kỹ cho Tiêu Phàm thì Tiêu Phàm đã đi vào nội viện bế quan 2 ngày. Hơn nữa sau khi rời khỏi nội viện liền lăn đùng ra ngủ, hắn làm sao có thể luyện thành nhất kiếm tuyệt trần? Chẳng lẽ là luyện trong mơ? Hay là đã từng học qua? Đánh chết Quách Sĩ Thần cũng không tin Tiêu Phàm ở trong mộng học được, vậy cũng chỉ có khả năng hắn đã học trước đó mới có thể giải thích được. Hắn mặc dù biết trên người Tiêu Phàm có vô tận chiến điển, nhưng lại không biết diệu dụng của nó, lấy lực bây giờ Tiêu Phàm thực, thiên phú cộng thêm vô tận chiến điển. Tu luyện ngũ phẩm chiến kỹ chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay. Cho dù lục phẩm thân pháp chiến kỹ, Tiêu Phàm cũng chỉ dùng 2 ngày liền luyện thành tầng thứ nhất. Nhất dạ, tam dạ và thất dạ đứng đang tụ lại với nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao, thủ đoạn công kích của Tiêu Phàm quá kinh khủng, đủ loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, trực tiếp đánh một trận. Nhất dạ chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Bọn hắn lần này đã làm kiếm vương triều mất hết mặt mũi. Ý ngươi là ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn nhất dạ, lập tức cười lạnh nói, trong đầu đều là phân, đúng là không biết ngươi làm sao tu luyện tới chiến tông cảnh. Ha ha, nhất định là đầu bị cửa kẹp, đột nhiên liền đột phá chiến tông cảnh. Người đại yên vương triều cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm lấy một địch 6, còn cùng ngươi chính đối mặt chiến, vậy chẳng khác gì đứng yên cho ngươi giết. Nhưng đề nghị của ngươi làm ta có chút hứng thú. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, kiếm vương triều không phải sở trường về kiếm sao? Ta giết các ngươi đều sử dụng kiếm đã tôn trọng các ngươi rồi, yên tâm,
các ngươi nhất định sẽ có kiểu chết khác nhau. Thần sắc ba người Nhất Dạ lạnh lẽo, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm đánh bại bọn hắn, mấy người Nhị Dạ đều chết dưới kiếm của hắn. Tam Dạ, Thất Dạ, các ngươi lui ra phía sau. Nhất Dạ đột nhiên mở miệng, thần sắc trở nên lạnh lùng, ta đánh với ngươi một trận, vô luận sinh tử, ngươi tha cho hai người họ một mạng. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn cũng có chút không muốn giết nữ nhân. Đương nhiên ngoại trừ một người, đó chính là Tiêu U, Tiêu Phàm không thể nào bỏ qua cho nàng, nhưng thời gian gần đây Tiêu U lại giống như đã hoàn toàn tan biến trên thế gian. Nhất Dạ, Tam Dạ và Thất Dạ biến sắc, bọn họ biết Nhất Dạ đang muốn làm gì. Các ngươi trở về, Thôi Thu kêu to, lúc này sống được người nào hay người đó, Tiêu Phàm khó lắm mới đáp ứng như thế. Thôi Thu cưỡng ép đem hai người Thất Dạ và Tam Dạ thối lui, trên mặt Nhất Dạ xuất hiện một nụ cười nhìn Tiêu Phàm nói, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm tu chân chính, kiếm của kiếm vương triều mới là mạnh nhất. Vừa dứt lời, khí thế Nhất Dạ tăng lên, vô số kiếm khí vần quanh thân thể hắn, đó là kiếm thế lăng lệ, kiếm khí biến thành vòng xoáy tản ra đầy khắp hư không. Vô số kiếm vũ tràn ngập trong hư không, rất nhanh liền đem Tiêu Phàm bao quanh lại. Tiêu Phàm đứng bên trong kiếm vũ, thân sắc không có một chút biến hóa, thân thể cũng không muốn né tránh những kiếm vũ kia. Kiếm diệt, Nhất Dạ lộ vẻ dữ tợn ngửa mặt lên trời gầm thét, thấy Tiêu Phàm không xuất thủ, hắn còn tưởng Tiêu Phàm đang sợ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết Tiêu Phàm. Vô số kiếm vũ huy sái từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn, khi đám kiếm vũ kia sắp chạm vào hắn thì trong cơ thể hắn phát ra khí thức cực kỳ lăng lệ sắc bén. Tiêu Phàm giống như một con quái vật đang ẩn nấp chợt bộc phát ra hung uy, vô số kiếm vũ đột nhiên dừng lại trong hư không như bị đông kết lại. Thời gian giống như dừng lại trong giây phút này, ngay sau đó con người Nhất Dạ chậm rãi phóng đại tràn ngập sợ hãi. Đột nhiên vô số kiếm vũ chuyển phương hướng đánh ngược lại hắn, hơn nữa khí tức từ trên người Tiêu Phàm phát ra làm hắn không thở nổi. Nhị trọng kiếm thế, Nhất Dạ kinh khủng nói ra mấy chữ, thân thể hắn hoàn toàn bị kiếm vũ bao trùm đánh thành cái sàn. Bụi đất bay mịt mù làm đám người không thể nhìn thấy gì. Nể tình ngươi giúp ta lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế, chết dưới kiếm của mình cũng không tính là vũ nhục ngươi. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh thi thể Nhất Dạ nói một câu. Sau đó quay người đi, trong không gian chỉ có một tiếng nói đang phiêu đãng, xem ra kiếm của kiếm vương triều cũng không phải mạnh nhất. Soạt, soạt, một tiếng bước chân trầm trọng từ bên trong cho bụi truyền đến, đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương quảng trường. Lúc bóng người kia dần hiện rõ, đám người kinh hãi tới cực điểm, có người dùng cả hai tay che miệng, bộ dáng không thể nào tin. Người kiếm vương triều mặt xám như tro. 9 người cùng đến nhưng lúc này chỉ còn lại 4 người, đây là đả kích không nhỏ đối với bọn chúng. U vương vạn tuế, U vương vô địch, tu sĩ Đại Yên hưng phấn tới cực điểm, thắng, Tiêu Phàm vậy mà thắng, nhìn xem đám người kiếm vương triều làm sao phách lối được nữa. Tiêu Phàm một người liền diệt 5 người các ngươi phách lối nửa đi. Cáo từ, Thôi Thu cũng không muốn ở lại đây một giây nào, hắn cùng lão giả kia mang theo Tam Dạ và Thất Dạ rời đi. Vào lúc bay lên không trung, lão giả kia đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, hy vọng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhìn thấy ngươi, sỉ nhục hôm nay chúng ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Nãy giờ không thấy ngươi nói chuyện, làm ta tưởng ngươi bị câm chứ. Tiêu Phàm hoàn toàn làm ngơ trước lời uy hiếp của lão giả. Yến Vương đứng trong một góc cười tươi như hoa, sự tình phong Tiêu Phàm làm U Vương là việc hắn làm đúng nhất từ trước đến nay. Cùng ngày, Yến Vương ăn mừng cùng toàn thành, nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không quan tâm đến. Thần Phong học viện. Cái gì, người muốn rời đi? Quách Sĩ Thần hô một tiếng đứng dậy, không được, không được, người hiện tại chỉ là chiến tông cảnh, trong Đại Yên thì ngươi là thiên tài nhưng bên ngoài ngươi cái thì cũng không phải. Viện trưởng, ta biết ngươi đang lo lắng cho ta. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm trong mắt Quách Sĩ Thần. Nhưng một khi hắn đã ra quyết định thì không có cách nào cải biến, ngươi cũng biết, cường giả cũng không thể cứ mãi ở dưới sự bảo vệ của người khác, chỉ có khi trải qua tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành, hơn nữa, ta cũng muốn có một ngày bằng sức mình cứu tiểu ma nữ ra. Nói đến tiểu ma nữ, thần sắc Tiêu Phàm ngưng trọng lại mấy phần,
trong lòng hắn cũng không yên, muốn ở trước mặt gia tộc của Tiêu ma nữ nói chuyện thì nhất định phải có thực lực tương đương. Lăng Phong từng nói cho hắn biết, đột phá chiến hoàng mới có thể miễn cưỡng làm cho Diệp gia chú ý một cái, muốn cho Diệp gia tôn trọng thì chỉ có thể đột phá chiến đế. Chiến đế đối với Tiêu Phàm mà nói, đây chính là sự tình vô cùng xa xôi, muốn mạnh hơn thì nhất định phải tạo áp lực lớn cho bản thân. Yên tâm đi Quách lão quỷ, ta sẽ bảo hộ lão tam, nếu ai dám động vào lão tam thì ta nhất định một chảo chụp chết hắn. Bàn tử cũng ủng hộ quyết định của Tiêu Phàm. Quách sĩ thần trầm mặc không nói, đành phải nhìn về Phúc Bá bên cạnh, muốn để Phúc Bá giữ Tiêu Phàm lại. Hắn làm sao biết Phúc Bá đột nhiên cười nói, đại yên này xác thực quá nhỏ, hùng ưng luôn phải dương cánh bay lượn trên bầu trời. Phúc Bá, ngươi, Quách sĩ thần thở dài không biết nói gì, Phúc Bá đã nói như thế làm sao mình có tiếp tục giữ Tiêu Phàm ở lại đây. Ở đây lâu như thế vẫn chưa tặng cho người thứ gì tốt, đồ vật này cho ngươi dùng. Trong tay Phúc Bá đột nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ thật dài. Phúc Bá, ngươi thế này không đúng, chỉ tặng lão tam lại không đưa cho ta. Bàn tử không vui. Ngươi cũng có. Trong tay Phúc Bá đột nhiên xuất hiện một bản thư tịch. Bát Hoang Lục Hợp Trưởng. Ánh mắt bàn tử tỏa sáng nhìn năm chữ phía trên thư tịch, hắn kích động vọt thẳng về hướng Phúc Bá. Phúc Bá bị dọa vội vàng tránh một bên, trọng tải bàn tử không phải người thường có thể chịu được. Bàn tử uổng công vô ích, một tay gãi đầu đứng ngây ngốc cười. Lục phẩm chiến kỹ, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, trong lòng thầm than, quả nhiên, Thần Phong học viện vẫn có lục phẩm chiến kỹ, đây mặc dù chỉ là bản sao nhưng cũng rất chân quý rồi. Phúc Bá, đây là cái gì, tại sao nặng như vậy? Tiêu Phàm thu liếm tâm thần tiếp nhận hộp gỗ dài trong tay Phúc Bá, toàn bộ thân thể lảo đảo một cái, nếu như không phải phản ứng nhanh thì hắn đã ngã sấp mặt rồi. Mở ra liền biết. Phúc Bá cười thần bí. Tiêu Phàm hiếu kỳ mở hộp gỗ ra, chỉ thấy một tia ô quang sắc bén lóe lên, ánh mắt Tiêu Phàm ngay lập tức trở nên lăng lệ. Hảo kiếm, Tiêu Phàm không khỏi tán thán nói, không sai, trong hộp gỗ đồ vật chính là một thanh kiếm, thân kiếm đen nhánh toát lên khí chất bất phàm. Kiếm, ai lại dùng kiếm nặng như thế? Bàn tử xem thường, hắn cầm chặt chiến kỹ Bát Hoang Lục Hợp Trưởng trong tay. Lão nhị, ngươi lần này nhìn lầm rồi, trọng kiếm vô phong thắng hữu phong, hơn nữa, kiếm này dùng hắc huyền tinh thiết chế tạo, không chỉ quý giá, hơn nữa công kích cũng cực kỳ cường hãn. Tiêu Phàm đối với bảo kiếm này vừa thấy đã yêu, sau đó chậm rãi để thanh bảo kiếm vào lại trong hộp. Không thích sao, Phúc Bá dường như có chút không vui. Rất thích, thế nhưng bảo kiếm này quá quý giá, hơn nữa ta cũng không hợp dùng trọng kiếm. Tiêu Phàm cười cười cũng không có làm ra vẻ. Lão Tam, người cứ lấy đi, đây dù sao cũng là lục phẩm hồn binh, Phúc Bá tặng cho ngươi nhất định có dụng ý đặc biệt. Bàn tử cầm cái hộp lên nhét vào trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người đừng cự tuyệt, nghe ta nói hết đã. Phúc Bá vội vàng mở miệng nói, hôm nay ta nhìn thấy ngươi chiến đấu với mấy người của Kiếm Vương Triều, ngươi là người có ngộ tính lĩnh ngộ chiến kỹ cao nhất mà ta từng gặp qua. Mỗi một kiếm đều có thể nói cực kỳ hoàn mỹ, tốc độ, công kích và góc độ đều hoàn mỹ, nhưng có một chỗ ngươi cần cải thiện. Xin Phúc Bá nói rõ. Thần sắc Tiêu Phàm nghiêm lại, cung kính nhìn Phúc Bá nói. Một trận chiến hôm nay hắn cảm thấy mình đã làm rất tốt, vô luận là phòng thủ hay là tiến công, nhưng Phúc Bá đã nói thế, hắn nhất định phải nghiêm túc lắng nghe. Lực bộc phát, Phúc Bá rất hài lòng với thái độ khiêm tốn thỉnh giáo của Tiêu Phàm. Lão nói, lực bộc phát của ngươi không đủ, có lẽ hôm nay đối mặt với những người Kiếm Vương Triều, tốc độ và công kích của ngươi có thể chiến thắng bọn hắn, nhưng nếu gặp phải ngươi có lực bộc phát lớn hơn ngươi thì sao? Tiêu Phàm xoa cằm lâm vào trong trầm tư, vấn đề này hắn xác thực không nghĩ tới. Lúc giao phong với Nhất Dạ, nếu như không phải bản thân đúng lúc lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế thì đoán chừng đã phải ăn thiệt thòi rồi, mà thực lực khi đó Nhất Dạ xuất ra chính là lực bộc phát. Mặc dù đã đánh bại Nhất Dạ, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được vận khí như thế. Kiếm này dài 6 thước, rộng 1 thước, nặng 999 cân, hiện tại đối với ngươi mà nói cũng không quá nặng, nếu như gặp trận chiến như hôm nay, ngươi dùng kiếm này cũng có thể đạt tới tốc độ như thế, huy sái tự nhiên, vậy coi như ngươi đã thành công. Phúc Bá trịnh trọng đem hắc thiết kiếm đưa tới trước mặt Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm dùng hai tay cung kính tiếp nhận hắc thiết kiếm, hít sâu một hơi nhìn Phúc Bá nói, tạ ơn Phúc Bá chỉ điểm, Tiêu Phàm định không phụ kỳ vọng. Phúc Bá cười tủm tỉm gật đầu, hắn càng lúc càng nhìn Tiêu Phàm thuận mắt. Kiếm này gọi là gì? Thỉnh thoảng để ta dùng một chút. Bàn tử cười ha ha vỗ vai Tiêu Phàm. Ta vẫn chưa đặt tên cho nó, người đặt đi. Thấy Tiêu Phàm nhìn mình, Phúc Bá khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm dùng một tay nâng hắc thiết kiếm lên, xoay một cái liền cười nói, vậy đặt là Vô Phong đi. Đêm đó, Tiêu Phàm cầm trọng kiếm Vô Phong diễn luyện chiến kỹ trong sân, từng đợt tiếng xé gió vang lên, không thể không nói. So sánh với Tu La Kiếm thì Vô Phong mặc dù lực công kích tăng lên không ít, nhưng tốc độ cũng giảm đi một nửa. Sau nửa nén nhen, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, hồn lực trong cơ thể hầu như hạo sạch, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khổ sở, lực bộc phát đúng là khiếm khuyết rất nhiều a, trường kỳ sử dụng Vô Phong kiếm chắc sẽ tăng lực bộc phát lên không ít, sức bền cũng đạt đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Thu hồi Vô Phong kiếm, Tiêu Phàm tắm một cái rồi về phòng. Ánh mắt hắn đang nhìn vào một chiếc hộp gỗ màu đen, đây là đồ vật phụ thân Tiêu Trường Phong lưu lại cho hắn. Những ngày hôm nay bận rộn làm hắn không để ý, hôm nay có cơ hội liền nhìn một chút. Tiêu Phàm có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kỳ, trong lòng nghĩ thầm, đồ vật làm cho Mạc Thiên Nhai giữ lại mấy chục năm, thoáng nghĩ cũng không đơn giản a. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm nhắm mắt mở hộp gỗ ra, sau đó chậm rãi mở hai mắt nhìn về bên trong hộp gỗ. Một phong thư, một khối ngọc bội, Tiêu Phàm bĩu môi lẩm bẩm, làm sao lại chỉ có vài thứ đơn giản như thế. Hắn lật qua lật lại hộp gỗ tìm mấy lần, trừ một khối ngọc bội tử sắc và một lá thư màu vàng ố thì không còn gì khác. Sở, cầm lấy ngọc bội, Tiêu Phàm ở một mặt khác trên ngọc bội có chữ sở, trừ cái đó ra thì không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Ngọc là ngọc tốt, vào tay ôn hòa, dùng để dưỡng thần cũng không tệ. Nếu là vào kiếp trước thì nhất định sẽ bán được giá trên trời. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Trên ngọc có một sợi dây màu đen, cũng không cần phải tìm dây, Tiêu Phàm liền mang lên đeo vào cổ, ngọc nằm bên trong quần áo, người ngoài nhìn vào cũng không thấy. Thu liếm tâm thần, ánh mắt Tiêu Phàm lúc này mới nhìn vào phong thư kia, sau khi mở ra thì lông mày Tiêu Phàm nhíu lại thành một đoàn. Sống cho thật tốt, Tiêu Trường Phong. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà làm Tiêu Phàm trở nên nghẹn ngào, rốt cục đây là cảm giác gì? Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh lại, hắn ngắm nhìn mặt trên bầu trời đêm thăm thẳm, cắn răng nói, yên tâm, ta sẽ sống thật tốt. Đêm đó Tiêu Phàm mơ một giấc mộng, hắn mơ thấy được gặp cha và mẹ, nhưng hình ảnh rất mơ hồ làm hắn không thể nào thấy rõ chân dung hai người. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phàm, Tiểu Kim và Bàn Tử Ba rời khỏi Thần Phong Học Viện. Rời khỏi Yến Thành, bước vào cuộc hành trình tiến về Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Lão Tam, con đường bên trái thông đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, con đường bên phải thông với Hồn Thú Sơn Mạch, chúng ta đi đâu trước đây? Bàn Tử đứng ở ngã ba nhìn Tiêu Phàm hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Phàm cười cười. Con đường bên trái tuy an toàn nhưng lại phải đi vòng quanh Hồn Thú Sơn Mạch, con đường bên phải lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể cắt ngang Hồn Thú Sơn Mạch thẳng đến đường chính của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hoàng thành của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cách Hồn Thú Sơn Mạch không xa. Bàn Tử nói, vậy còn phải hỏi, chúng ta cũng không phải đi chơi. Tiêu Phàm trực tiếp đi con đường bên phải, vừa đi ra mấy bước lại quay đầu nhìn mập mạp nói, ta nói lão nhị này, ngươi hình như rất quen thuộc với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chẳng lẽ ngươi là người của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thì tính là cái gì chứ? Nếu ca nói bối cảnh của mình chỉ sợ hù chết ngươi. Bàn Tử cười ha hả vượt qua Tiêu Phàm, trong mắt Bàn Tử chợt lóe lên một tia âm trầm. Tiêu Phàm không nói, hắn biết trên người Bàn Tử cũng có một cố sự không muốn người khác biết, khi giết chết Lạc Trần thì hắn tựa như biến thành một người khác, khí thế kia người bình thường tuyệt đối không có được. Chỉ là Bàn Tử không nói thì hắn cũng không hỏi, có chút sự tình chỉ cần đến lúc sẽ tự được bày ra ánh sáng. Nửa tháng sau, bên trong Hồn Thú Sơn Mạch truyền ra một tiếng giống, một con hồn thú to lớn đã ngã xuống. Hồn thú ngũ giai sơ kỳ, đúng thật là không có tính khiêu chiến. Bàn Tử cởi trần đi đến trước mặt thi thể hồn thú kia đào ra một viên hồn tinh ngũ giai. Hai người ngốc ở bên trong Hồn Thú Sơn Mạch hết nửa tháng, thân thể lúc này cũng vô cùng bẩn thỉu, mỡ trên người Bàn Tử cũng ít đi mấy cân. Cẩn thận một chút, chỗ này đã là nơi rất sâu rồi.
rất có khả năng gặp được lục giai hồn thú. Tiêu Phàm vẫn cẩn thận như cũ. Lão Tam, người yên tâm, ở chỗ này tối đa chỉ xuất hiện ngũ giai hồn thú, xuyên qua khu vực trung tâm này sẽ ít gặp ngũ giai hồn thú. Bàn Tử lơ đễnh, nói ai, đáng tiếc lãng phí thi thể ngũ giai hồn thú, hồn giới đã đầy nếu không không thể lãng phí như thế này. Ta còn mấy viên. Tiêu Phàm tiện tay ném cho Bàn Tử một cái hồn giới trên người hắn không ít, đều là chiến lợi phẩm hắn mấy tháng này đoạt được. 40 vạn hạ phẩm hồn thạch tới tay. Bàn Tử cười ha hả đem thi thể hồn thú bỏ vào bên trong hồn giới, cười nói, tiếp tục đi, chỉ cần nửa tháng là đến được Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm gật đầu sờ tiểu kim đầu, ba người một thú tiếp tục tiến lên. Đi qua hai ngọn núi, mặt trời rực lửa dần dần nhường chỗ cho mặt trăng thanh dịu, gió mát thổi vi vu. Từng tiếng hồn thú thi thoảng vang lên làm cho bóng đêm hạ thêm vài độ. Ba người Tiêu Phàm đang ở phía sau một tảng đá lớn nhặt chút củi khô đốt lửa trại, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, sắc mặt hai người đỏ rực. Bên trên lửa trại cái mày xiên mỹ vị thịt nướng, Bàn Tử đưa tay lau mỡ trên miệng giơ ngón tay cái cho Tiêu Phàm, lão Tam, tay nghề ngươi không tệ, sau này ai gả cho ngươi đúng là có phúc. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng cầm lấy một khối nướng chín ném cho tiểu kim táp một cái liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lại nghĩ tới tiểu ma nữ, Bàn Tử nhai mỹ vị trong miệng, nói, lão Tam, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, huynh đệ chúng ta đồng lòng, trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Tiêu Phàm cười cười không nói, xếp bằng ở tại chỗ liền bắt đầu tu luyện, Bàn Tử bất đắc dĩ lấy tay đem chọc chọc lửa trại mấy cái làm lửa cháy bừng lên, sau đó cũng ngồi xuống tu luyện. Đúng lúc này, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng nuốt miếng thịt trên móng vuốt. Sau đó một mạch chạy vào rừng không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm và Bàn Tử ngồi yên lặng cũng không phát hiện. Trời tối người yên, tiếng gió thổi ô ô làm lòng người ngày càng lạnh, tiếng gió giống như có người đang thút thít. Một tiếng bước chân như có như không vang lên cùng tiếng gió, một cặp kim sắc quang mang lặng yên tới gần vị trí của Tiêu Phàm và Bàn Tử. Đó là một đầu kim sắc sư tử dài 5-6 mét, bên dưới ánh trăng, toàn thân như kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngũ giai hồn thú, Kim Diễm Sư, nhìn thấy hai người không có phát hiện ra nó, Kim Diễm Sư từng bước một tới gần. 50 mét, 30 mét, 10 mét, mắt thấy càng ngày càng gần, miệng Kim Diễm Sư hé ra răng nanh lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Siêu một tiếng, Kim Diễm Sư ra sức vồ tới, khoảng cách 10 mét đối với nó mà nói chỉ là gần trong gang tấc, nghĩ đến hai tên nhân loại có thể trở thức ăn của mình. Trong mắt nó càng ngày càng kích động lên. Tiêu Phàm và Bàn Tử một mực vẫn chưa mở mắt, nguyên bản có tiểu kim hộ pháp, hai người tu luyện cũng rất nhập thần, làm sao biết hiện tại lại có hồn thú tới gần. Khi móng vuốt Kim Diễm Sư tới gần Tiêu Phàm nửa mét, phốc một tiếng, một đạo hắc phong thổi qua, ánh mắt Kim Diễm Sư lộ ra vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Phốc, đạo hắc phong kia trực tiếp xẹt qua đầu Kim Diễm Sư. Toàn bộ thân thể khổng lồ giống như một tờ giấy mỏng bị hắc phong kia xé đôi. Hình ảnh trong mắt Kim Diễm Sư xuất hiện một tên nam tử áo đen, trong tay đang nắm một thanh hắc kiếm lón, còn người băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm nó. Bóng đêm bao phủ, một cỗ huyết tinh nồng đậm tràn ngập trong không khí, một vài con hồn thú phía xa đang nhìn chằm chằm đột nhiên gầm một tiếng, sau đó quay đầu chạy vào trong rừng. Nhân loại kia quá đáng sợ. Ngay cả Kim Diễm Sư ngũ giai trung kỳ đều bị hắn một kiếm chém chết, bọn chúng chỉ là tôm tép trước mặt Kim Diễm Sư thì làm sao có thể làm đối thủ của người kia. Trọng kiếm vô phong thắng hữu phong, sau nửa tháng tu luyện, tốc độ trọng kiếm đã đạt tới 70% khi dùng tu la kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, trong lòng nghĩ thầm. Lão Tam, xảy ra chuyện gì? Bàn Tử kinh ngạc tỉnh lại, không biết phát sinh chuyện gì. Chẳng qua khi hắn nhìn thi thể Kim Diễm Sư cách đó không xa liền không khỏi lạnh run. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời phát hiện thì thi thể nằm trên mặt đất còn không phải là bọn hắn. Tiểu Kim đâu? Bàn Tử lấy lại tinh thần, nổi khùng nhìn bốn phía, bởi vì quá tin tưởng Tiểu Kim nên mấy đêm nay hắn để tu luyện không chút cố kỳ gì. Tiêu Phàm nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Tiểu Kim, con mèo này bình thường sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Không phải tên gia hỏa này đi tìm sư tử cái rồi chứ? Bàn Tử thập phần nghiêm túc nói. Tiêu Phàm trợn mắt một cái,
nhà ngươi đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, tiểu kim vẫn còn chưa trưởng thành đấy. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi gác đêm. Tiêu Phàm để lại một câu nói xong nhảy một cái lên bên trên một tảng đá lớn, hắn chăm chú tình huống xung quanh. Vẫn là lão Tam làm ta yên tâm nhất. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tu luyện. Ánh bình minh rất nhanh đã xuất hiện, khi ánh dạng đông đầu tiên soi chiếu xuống hồn thú sơn mạch, một thân ảnh màu vàng từ trong bụi cỏ đằng xa chui ra. Ngươi đi đâu cả đêm, còn không về thì đã bỏ ngươi lại rồi. Tiêu Phàm hung hăng trừng Tiểu Kim. Giống giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, hình như có chút ý trách cứ Tiêu Phàm, móng vuốt thỉnh thoảng chỉ nơi xa, tựa như muốn nói gì. Chết bàn tử, dậy mau. Tiêu Phàm một cước đá vào trên mông bàn tử, cũng không đợi hắn phản ứng, thân hình Tiểu Kim đã biến lớn, Tiêu Phàm xoay người ngồi lên trên lưng Tiểu Kim. Ai đang đá ta, dám quấy rầy giấc ngủ của bàn gia. Bàn tử liền sử dụng động tác lý ngư đả đĩnh, nhảy bật dậy, ngoài miệng líu lo không ngừng. Khi nhìn thấy Tiêu Phàm và Tiểu Kim đi xa, lập tức kêu to lên, lão Tam, Tiểu Kim, chờ ta một chút. Trong lúc gấp rút, bàn tử vẫn không quên đem thi thể Kim Diễm Sư Thu vào bên trong hồn giới. Sau nửa ngày, Tiểu Kim lúc này mới dừng lại, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày nhảy từ trên lưng Tiểu Kim xuống, Tiểu Kim lại khôi phục hình dạng con mèo nhỏ. Tiêu Phàm xuất ra hồn lực liền phát hiện tình huống phía trước. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bọn họ tại sao lại ở đây? Lão Tam, chờ ta một chút. Bàn tử chạy thở không ra hơi mới đuổi kịp, thân thể rung rung nổi giận mắng, hai tên gia hỏa các ngươi đúng là không trượng nghĩa. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, bàn tử cũng phát hiện không thích hợp, có đánh nhau, liệp hồn đoàn này đúng thật là lớn gan, 10 tên chiến sư cảnh cũng dám giết Thiết Bối Hùng tứ gia. Hơn nữa, có vẻ Thiết Bối Hùng cũng đã cùng đồ mặt lộ. Đi, đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm dẫn đầu đi lên phía trước, hắn biết những người này đều là người sống dựa vào đao kiếm, vì cuộc sống nên bất đắc dĩ mới đi săn giết Thiết Bối Hùng tứ giai. Trong rừng cây phía trước, mười mấy mét xung quanh đã bị san thành bình địa, vô số cỗ thi thể nằm trong phế tích, máu tươi nhuộm đầy mặt đất, một con Thiết Bối Hùng cao 4 mét bị tầm 10 người còn lại vây quanh ở giữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Các huynh đệ, nhìn ta kết thúc tính mạng của nó. Một tên nam tử trung niên vóc người cao gầy hét lớn một tiếng, đại đao trong tay phát ra quang mang chém thẳng xuống. Thiết Bối Hùng gầm lên giận dữ, thế nhưng nó đã không còn sức phản kháng, đao mang kia đến quá nhanh, căn bản tránh không kịp. Phốc một tiếng, máu tươi trên cổ chảy ra, Thiết Bối Hùng không cam lòng ngã xuống. Ha ha, rốt cục cũng chết. Nam tử trung niên cao gầy cười ha ha một tiếng đi đến thi thể Thiết Bối Hùng, chuẩn bị móc hồn tinh ra. Chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một nam tử khôi ngô đi lên phía trước. Tiêu Phàm vừa mới tới gần chuẩn bị hiện thân, nghe thấy thế liền dừng lại, bàn tử không biết tại sao nhưng cũng đứng lại. Vương Liệt, người có ý gì? Nam tử trung niên cao gầy nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia quang mang hung ác nham hiểm. Không sai, nam tử trung niên chính là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn đoàn trưởng Vương Liệt mà lúc trước Tiêu Phàm quen biết, lúc Tiêu Phàm gặp nguy hiểm ở Tiêu Thành, chính là Vương Liệt giúp bọn hắn đào thoát. Nhưng làm Tiêu Phàm nghi hoặc là không biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, vượt qua dãy núi này chính là địa phận của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rồi. Ta có ý gì, Nguyên Hổ, Thiết Bối Hùng là do hai Liệp Hồn Đoàn chúng ta săn giết, hồn tinh này cũng không chỉ thuộc về ngươi. Vương Liệt khí phách nói ra. Ngươi nói đúng, hồn tinh không thuộc về ta, mà là thuộc về Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn và Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn, thế nào, ngươi chẳng lẽ không tin ta hay sao? Trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành nhất định sẽ đưa đủ hồn thạch cho các ngươi. Nam tử cao gầy Nguyên Hổ sầm mặt lại, hắn âm thầm ra hiệu cho người ở phía sau. Tin tưởng ngươi, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi, trước đó ngươi nói chúng ta tới đây chỉ là săn giết Kim Thương Lang Tam giai đỉnh phong. Nhưng mục tiêu của ngươi là Thiết Bối Hùng, bây giờ Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn ta tử thương 6 huynh đệ, món nợ này phải tính như thế nào? Vương Liệt nửa bước không nhường, hắn phẫn nộ không phải không lấy được tứ giai hồn tinh, mà là bị người lừa gạt, hại huynh đệ của hắn. Bàn tử trong rừng nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày nói, tên kia không biết thời thế hay sao? Có thể đứng được chỉ có 4 người, nhưng đối diện lại có 7-8 tên.
căn bản cho dù muốn liều mạng cũng là việc không thể nào. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, sát khí ẩn hiện trong đáy mắt. Vương Liệt này quá chính trực, người như thế rất dễ dàng chịu thiệt thòi, đệ đệ Vương Viêm của hắn ngược lại tương đối khéo đưa đẩy, nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì khéo đưa đẩy cũng không có chỗ dùng. Giết bọn hắn cũng không phải hổ báo liệp hồn đoàn ta, người còn muốn để chúng ta phải chịu trách nhiệm hay sao? Nếu như không phải nể tình các ngươi bỏ ra công sức thì hồn tinh này các ngươi đừng hòng lấy được một viên hồn thạch nào. Ánh mắt Nguyên Hổ vô cùng băng lãnh, chỉ cần Vương Liệt nói thêm câu nữa thì sẽ ra tay động thủ. Đại ca, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì, không bằng đánh cuộc một ván, ai thắng sẽ lấy được viên hồn tinh này. Một tên nam tử trung niên tráng kiện đi đến bên cạnh Nguyên Hổ, người này tên là Nguyên Báo, là phó đoàn trưởng hổ báo liệp hồn đoàn. Vương Liệt còn muốn tiếp tục tranh luận thì Vương Viêm bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Vẫn là Vương Viêm nhạy bén. Nguyên Báo nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra sát khí lạnh lùng. Hồn tinh thuộc về các ngươi, thi thể thiết bối hùng thuộc về chúng ta, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Vương Liệt tránh thoát cánh tay Vương Viêm, đi đến trước mặt thi thể thiết bối hùng. Huynh đệ Lạc Nhật Liệp hồn đoàn bởi vì hắn mới thụ thương, hắn nhất định phải phụ trách việc này. Nếu là lúc nãy thì ta cũng không có ý kiến, nhưng hiện tại cho dù là một cọng lông cũng sẽ không chia cho các ngươi. Nguyên Báo cười lạnh nói, vừa dứt lời, mấy người sau lưng hắn đi lên trước tranh phong với người của Lạc Nhật Liệp hồn đoàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.